Chương 3081 ta nói xin lỗi. Bá đạo lời nói, trực tiếp khơi dậy địa cực chiến thần chờ thần linh lửa giận, lại một người, lại là người, Khương Quá hư, trước mắt lạc vô cực. Lại cho tới bây giờ bá vương, một cái cá nhân tộc cư nhiên liên tiếp ra tới khiêu khích bọn. Họ cư nhiên liên tiếp chạy ra nói muốn thí thần, khi bọn hắn là cái gì, rau hẹ sao, vẫn là con? Kiến sao, lại hoặc là mềm quả hồng? tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết không thành, cho ta sát. Địa cực chiến thần phẫn nộ quát, sau đó mười vạn thần binh đem hoa sơn nâng đi rồi thả lại đi. Giờ phút này lại trực tiếp hóa thành hồng mang, sau đó trực tiếp hướng về Nga Mi Sơn Kim Đỉnh. Khởi sướng sung phong, giao cho ngươi. Lạc Trần Nhu hoa mở miệng nói, này, đó tạp cá cần gì lão sư ngươi phí công tiêu. Độ một người đứng ở nơi đó, phảng phất một người liền đỉnh đầu thanh thiên chân đạp núi cao hắn đã lĩnh ngộ võ đạo chân lý nếu không cũng sẽ không sống hơn hai ngàn năm vừa mới nháo ra động tĩnh quá lớn cho nên bừng tỉnh hắn mà hắn tự nhiên sẽ biết là ai như vậy khí phách cùng bá đạo ở thế giới này dám như vậy nháo sự trừ bỏ hắn lão sư lạc vô cực còn ai vào đây cho nên tiêu độ tới lạc trần nháo ra lớn như vậy động tĩnh nguyên nhân cũng rất đơn giản không chỉ là vì nghịch thiên sửa mệnh cũng là vì nói cho thế tục người, thiên cực chiến thần ở phát ra kêu gọi lệnh, nhưng là... Lạc Trần làm sao lại không phải lại nói cho thế tục người tập kết, cho nên, tiêu độ tới, giờ phút. Này đối mặt 10 vạn thần binh đánh sâu vào. Nhìn mấy đại thần linh gào thét mà đến, tiêu độ đây là nhìn thoáng qua trời đất này. Nhìn thế gian hết thảy, sau đó, hắn giơ tay, hắn ra quyền, thần linh ở chỗ này năng lực kỳ thật cũng là hữu hạn mặc kệ bọn họ tiến vào phía trước lực lượng như thế nào cường đại như thế nào ghê gớm nhưng là vào nơi này tu vi trước sau chỉ có thể phát huy một bộ phận liền xem có thể phát huy nhiều ít mà thôi giống như là dương tiễn cùng phổ hiền giống nho nếu ở bên ngoài phổ hiền không phải là dương tiễn đối thủ nhưng là ở chỗ này mọi người đều chỉ còn lại có như vậy nhiều lực lượng ai mạnh ai yếu thật không hảo đi nói nhưng là bản thân bọn họ dù sao cũng là thần linh so với người chiếm cứ tuyệt đối ưu thế rốt cuộc người vẫn là nhược thế quần thể nhưng là giờ khác này tiêu độ một cái sống hơn 2.000 năm người này thật đúng là chính là người sau hơn nữa tiêu độ luân hồi thân vẫn là cái kia trong truyền thuyết chiến thần bá vương cho nên này một quyền ầm vang một quyền đánh ra thiên địa như là tách ra giống nhau một quyền đánh ra đừng nói xuyên tây chính là toàn bộ hoa hạ đều đột nhiên cả kinh bởi vì toàn bộ không trung tầng mây trực tiếp bị một phân thành hai một quyền tách ra kinh vĩ tiến tái hiện lạc trần năm đó một quyền chi uy thuần túy võ đạo lực lượng vô số thần binh kể hết rơi xuống vô số thần binh ngã xuống dưới có thành mảnh nhỏ có thành thi thể có máu tê tạc nứt có trực tiếp hóa khí này một quyền sợ ngây người mọi người chính là âm dương trấn lão nhân giật nảy mình bởi vì này một quyền trực tiếp làm cho bọn họ âm dương trấn trên trống không tầng mây biến mất lộ ra một cái bầu trời trong xanh hoắc này lực lượng đến không được a à, đây là đơn thuần võ đạo lực lượng địa cực chiến thần cả người bị này một quyền sát tới rồi một chút biên kết quả chính là trọng thương sông hằng bạn vị kia giờ phút này trực tiếp tạc nứt ra một quyền chi uy mười vạn thần binh rơi rớt tan tác thế giới nháy mắt liền an tĩnh athena ngơ ngẩn nhìn này hết thảy không thể tin được may mắn hắn khi còn nhỏ ta không có khi dễ hắn lão nhân mặt toát mồ hôi nói này như thế nào chỗ dựa một cái tiếp theo một cái a à, kia không phải hắn chỗ dựa đó là hắn đệ tử đó là thiên vương tử thiên vương tử âm dương trấn lão nhân giờ khắc này không bao giờ có thể bình tĩnh trực tiếp lập tức đứng lên, hắn ở bên ngoài, rốt cuộc là cái gì thân phận thiên? Vương tử cư nhiên đều bị hắn thu vào môn hạ. Vương Thiến Thiến giờ phút này sắc mặt càng thêm nghiêm túc đi lên, giờ phút này địa cực chiến. Thần ho ra máu, nhìn bên người rơi rất tan tác thần binh, hắn sắc mặt thập phần âm trầm, nếu không phải ta lực lượng bị áp chế, ở bên ngoài ngươi người như vậy. Ta trong khoảnh khắc hành hạ đến chết bốn cực chiến thần giờ phút này gắt gao nắm nắm tay, hừ, ở bên ngoài, ở bên ngoài giết các ngươi, ta làm sao cần một quyền. Tiêu độ hừ lạnh nói, nếu như ở bên ngoài, các ngươi căn bản không đủ ta động thủ tư cách. Tiêu độ khinh thường mở miệng nói, vậy, người cũng biết chúng ta ở bên ngoài đó là kiểu gì thân phận kẻ. Hèn phàm nhân, cũng dám cùng chúng ta chống lại, vậy. Người cũng biết, ở bên ngoài, chúng ta lại là kiểu gì thân phận, đó là cái kia kém cỏi nhất người cũng không phải các ngươi có thể trêu chọc cùng đắc tội tiêu độ chỉ vào hồng biêu mở miệng nói các ngươi cho rằng các ngươi khó xử chính là ai đây là tiên giới cái này kỷ nguyên vương các ngươi mấy cái con kiến an dám như thế làm can tiêu độ giận dữ hết đồng thời cũng tức giận ngập trời người này là hắn sư tôn người này là tiên giới vương người này vừa mới hoàn thành đồ vương hành động vĩ đại người này chỉ là bởi vì bị thương chỉ là bởi vì muốn tới nơi này tìm tòi đến tột cùng. Cho nên luân hồi đến nơi đây, nhưng là, cho nên... Này đó A Miu A Cẩu liền dám vây công hắn, này đó thượng không được mặt bàn thần linh liền dám. Tìm hắn phiền toái, như vậy, hiện tại, liền phải trả giá đại giới, tiêu độ cái loại này tâm tình giống như là người thường phụ thân bị. Người khi dễ giống nhau, làm làm con nối dõi chính mình, hốc mắt đều đỏ, cho nên tiêu độ không ở vô nghĩa, hắn lăng không đạp bộ mà đi, ầm vang. Hắn một trưởng đánh ra, khống chế lực đạo vừa vặn tốt. Trực tiếp đánh gãy địa cực chiến thần xương sườn. Tiếp theo chính là một quyền lại lần nữa đánh ra, trong hư không truyền đến bùm bùm chiến đấu. Thanh âm, tiêu độ quá dũng mãnh, quá cương mãnh bá liệt, một quyền một trường. Cơ hồ trực tiếp áp cái thần linh không dám ngẩng đầu, chả không được tay, năm đại thần linh. Giờ phút này cư nhiên bị tiêu độ một người áp chế căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chi. Lực hơn nữa, tiêu độ giờ phút này còn không có hạ tử thủ, ầm vang, địa cực chiến thần bị tiêu độ. Đánh gãy tư chi, ném ở lạc trần trước mặt cách đó không xa, sau đó là người cực chiến thần, vị. Thứ ba, vị thứ năm, năm đại thần linh, bốn cực chiến thần. Cùng sông nin bạn vị kia thần linh, bọn họ trên người còn có còn sót lại quang huy nhưng giờ phút này đều bị tiêu độ đánh không thể động đậy, ném ở lạc chân trước mặt. Xếp thành một loạt cùng ta lão sư xin lỗi. Tiêu độ tàn nhẫn thanh nói, hừ. Chúng ta thần linh, đông, hung hăng một chân rơi xuống, trực tiếp đạp lên đầu thượng. Trên mặt đất đá phiến vỡ vụn, tiêu độ dẫm lên đầu, xin lỗi, ngươi. An dám như thế nhục nhã thần linh. Cái kia sông nin bạn thần linh mở miệng phẫn nộ quát, kết quả tiêu độ bắt lấy hắn cái ót, sau đó ấn đầu, trực tiếp một chút lại một chút hướng trên mặt đất tạp, như vậy như là tự cấp lạc trần. Dập đầu giống nhau, phanh phanh phanh. Một chút lại một chút, mỗi một chút đều làm nhân tâm kinh run sợ, máu tươi giàn rụa. Ta nói, xin lỗi. Tiêu độ sắc mặt sát ý sôi trào, lửa giận tận trời. Trường 3082 Thiên Vương Mục Đích Cường thế bá đạo lời nói, còn có kia không thể trái kháng ý chí vang vọng toàn bộ kim đỉnh, xuyên tây cảnh nội người thủ hộ. Cơ hồ bị một trận chiến này tàn sát sạch sẽ, mà năm đại thần linh giờ phút này ánh mắt tàn nhẫn. Bọn họ không cam lòng, bọn họ là thần linh cao cao tại thượng. Nhưng là lại bởi vì phong thần bảng dẫn tới bọn họ vô pháp phát huy toàn lực, bọn họ tin tưởng. Vững chắc nếu bọn họ đi ra ngoài, giờ tay liền có thể bóp chết trước mắt những người này, bởi vì bọn họ là thần linh. Chưa bao giờ đã chịu quá như thế nhục nhã, nhưng là mặc dù lại nhiều không cam lòng cũng không. Làm nên chuyện gì, bởi vì trước mắt hiện thực chính là Tiêu Độ dẫm lên bọn họ đầu. Dùng sức một chân lại một chân, sau đó bạo ngược hơi thở hoành hành. Trực tiếp đem này ngạnh sinh sinh dẫm bạo theo cái thứ nhất thần linh bị dẫm bạo. Mặt khác thần linh đều cảm thấy kinh tủng, chính là không chỉ có như thế. Tiêu Độ còn ở tiếp tục, bốn cực chiến thần ngạnh sinh sinh bị Tiêu Độ dẫm bạo sau đó dư lại sông nin bạn vị kia kéo ha kéo ha trước mắt biến thành màu đen hắn trong lòng chấn động này nhóm người đến tột cùng là người nào này nhóm người vì sao sức châu thông thiên mỗi người trương dương ương ngạnh mấu chốt cố tình thực lực còn rất cường đại kéo ha theo không cam lòng đồng dạng bị dẫm bạo máu tê theo cầu thang chảy xuống đi athena đã xem ngốc ngươi cho rằng ta liền chúng ta vài người hồng biêu nhìn athena mở miệng nói giống hắn như vậy còn có rất nhiều rất nhiều tàn nhẫn nhân vật hôm nay còn không có tới hồng biêu mở miệng nói athena đã bị thật sâu chấn động nói không ra lời đặc biệt là tiêu độ cả người khí huyết cái áp thiên địa hơi thở quét ngang càn khôn có loại duy ngã độc tôn bá đạo khí phách hắn quan tâm hướng đi lạc trần lão sư thực xin lỗi ta đã tới chậm tiêu độ ôm quyền mở miệng nói hắn vô luận ở bên ngoài nhiều bá đạo ở lạc trần trước mặt trước sau khiêm tốn điệu thấp cung kính, không muộn, ta cũng vừa ra tới. Lạc trần mở miệng nói, không tồi, võ đạo thượng có đột phá, cũng có tiến bộ. Lạc trần khen hắn một câu. Cái này làm cho tiêu độ tức khắc liền nhạc hỏng rồi, bởi vì được đến lạc trần tán thành. Này cũng không phải là có thể tùy tùy tiện tiện được đến, lão. Tiêu, ngươi luân hồi thành bá vương, ân, cho nên lưu bang lại là ai, không? Biết nhưng là hắn thân phận cũng không đơn giản tiêu độ mở miệng nói ngươi không phải ở ô giang tự vận sao hồng biêu mở miệng nói như thế nào sẽ không có chết hồng biêu nghi hoặc nói ta cũng không như vậy ngốc a à. lúc ấy ta tìm người thay thế ta rốt cuộc ta lại không phải thật sự bá vương chỉ là luân hồi thân mà thôi ngươi đoán tiểu sư đệ luân hồi thành cái gì tiểu sư đệ luân hồi thành gì không phải là lưu bang đi, đương nhiên không phải, hắn đệ nhất thế thành lưu bang chảm cái kia xà. Hồng Biêu giải thích nói, đệ nhị thế là vương mãng, vương mãng là tiểu sư đệ. Tiêu độ tức khắc sắc mặt trầm xuống, người lúc ấy còn sống, tự nhiên biết vương mãng, ta. Biết, nhưng là ta bế quan, vương mãng chiến bại sau 300 năm ta mới được đến tin tức. Tiêu độ bất đắc dĩ mở miệng nói, nếu là ta lúc ấy ở, tiểu sư đệ hẳn là sẽ không chiến bại, hắn nháo đến quá lớn lúc ấy thiếu chút nữa đảo loạn toàn bộ lịch sử hồng biêu thở dài nói kia tiểu sư đệ hiện tại đâu ta tại đây nơi này thái tử giao ủy khuất ba ba mở ra khẩu nói a tiêu độ cũng là cả kinh hắn vẫn luôn cho rằng đó là song song luân hồi thân kết quả cư nhiên là tiểu sư đệ luân hồi thân này tiêu độ cũng vô ngữ lưu bang như thế nào không thích hợp bắt đầu còn bình thường sau lại hắn cư nhiên sẽ thần thuật tiêu độ thở dài nói vậy người đánh thắng được sao hồng biêu tò mò hỏi đánh thắng được vậy người như thế nào vẫn là thua có người cho ta truyền tin làm ta thua tiêu độ mở miệng nói có người nói đại thế không thể nghịch thế giới này muốn dựa theo táng tiên tinh lịch sử quỹ đạo đi cho nên ta cần thiết thua tiêu độ lại lần nữa giải thích nói như vậy là ai ta hoài nghi là tiểu long nhưng là không quá xác định tiêu độ mở miệng nói như thế nào mọi người đều luân hồi đến thời gian kia tiết điểm đi tiêu độ nhíu mày nói hắn cùng thái tử gia đều luân hồi tới rồi đại tần thời kỳ cuối đi lại đi phía trước phải đối mặt thủy hoàng đế người kia nhưng khó lường muốn khôi phục thiên địa trọng tố nhân gian đế vương không chịu thiên đế khống chế kia cũng là một cái nghịch thiên sửa mệnh người Hồng biêu lộ ra khâm phục ngữ khí mở miệng nói, người kiệt tuyệt phi lịch sử ghi lại như vậy, cho. Nên, thời gian kia có lẽ là một cái tiết điểm, có. Thể hay không qua đi thời gian kia tiết điểm liền khó nói. Cũng là, lại đi phía trước, Xuân Thu phía trước chính là Đại Chu. Đã tiếp cận phong thần thời kỳ, Athena mở miệng nói, nàng vẫn là có chút không thể tin được. Trước mắt người này cư nhiên này đây người thân phận sống hai ngàn năm quả thực có thể nói khác loại thần thoại những người khác hiện giờ còn không có tìm được tiêu độ hướng hồng biêu hỏi tạm thời không có hồng biêu lắc đầu ta cũng chỉ tìm được rồi lạc ra sau đó đụng phải đại sư huynh cùng ta tiểu lão đệ hồng biêu mở miệng nói kia còn phải tốn chút thời gian đi tìm nhưng là hôm nay một nháo đại gia hẳn là đều sẽ chú ý tới tiêu độ cũng lý giải lạc trần cách làm nhưng là thế giới này người thủ hộ đông đảo chúng ta như vậy một nháo kế tiếp sợ là muốn phiền toái phiền toái không phiền toái đảo không sao cả ta đều thói quen hồng biêu một chút cũng không thèm để ý người bên kia có cái gì tình báo lạc trần hỏi có thế giới này hẳn là chính là lão sư ngươi nói phong thần bảng thế giới nhưng là này chỉ là tầng thứ nhất hiện tại vấn đề là nhân chúng ta tham gia bên ngoài kia hai cái thiên tôn hẳn là cũng vào được hiện tại sợ là đã ở mưu hoa như thế nào đi ra ngoài mấy năm nay rất nhiều thần linh không cam lòng bị nhốt tại đây cho nên vẫn luôn đang tìm đi ra ngoài phương pháp tiêu độ thở dài nói cũng chính là bọn họ tính toán nội ứng ngoại hợp athena mày nhăn lại không tôi chỉ là trước mắt tới nói bọn họ vẫn là không có biện pháp đi ra ngoài bọn họ cũng đang đợi một cái cơ hội tiêu độ giải thích nói đi ra ngoài đã có thể muốn lộn xộn Athena cũng mở miệng nói, cho nên, cha ngươi có phải hay không hố chúng ta a? À? Thái tử gia bất mãn mở miệng nói, Tiêu Độ cũng tiếp không được lời này, rốt cuộc hắn vào được. Kết quả hắn hảo hảo, thái tử gia liền thảm hắn. Làm chúng ta tiến vào, khẳng định là có mục đích. Lạc Trần mở miệng nói, chỉ là trước mắt nắm giữ tình huống vẫn là quá ít. Cho nên không rõ ràng lắm mà thôi, bởi vì Thiên Vương người này cũng không phải là một giới vũ phu mưu lược thượng đồng dạng đến không được khẳng định là có mặt khác mục đích mà lạc trần hiện tại tình huống thân thể không phải thực hảo cửa thứ nhất này đều không có quá kia còn như thế nào đi xử lý sự tình cho nên mọi người ánh mắt vẫn là dừng ở lạc trần trên người lạc trần thân thể nguyên nhân đây là lạc trần chính mình sự tình bất luận kẻ nào không giúp được lạc trần nghịch thiên sửa mệnh lạc trần cảm thụ được thân thể rách tung tóe rốt cuộc này thân thể chỉ có thể sống đến nhiều nhất 20 tuổi, hơn nữa giờ khắc này, mọi người sắc mặt biến đổi. Lạc Trần nhìn không chung, thân hình hắn ngực bỗng dưng đau xót. Kiếp nạn tới, chương 3083 mâu thuẫn số mệnh. Trường 3083 mâu thuẫn số mệnh kiếp nạn tới, đó là thuộc về Lạc Trần cái này luân hồi thân mệnh. Kiếp, lão sư, Lạc Trần đứng dậy, xua xua tay, ta đi ứng kiếp, các ngươi tìm những người khác. Lạc Trần một mình rời đi, bước đi tập tĩnh đi xuống Nga Mi Sơn, này một đường. Lạc Trần đi rất chậm, đi thực dụng tâm, lúc này đây. Không có người quấy rối, Lạc Trần một mình một người đi vào mênh mang biển người bên trong. Muốn xuất thế, liền phải vào đời, Lạc Trần muốn không chỉ là ở chỗ này nghịch thiên mà đi. Càng muốn muốn chính là trừ bỏ trong lòng nghiệp chướng, sau đó ở đi ra ngoài thời điểm có thể đặt chân thiên tôn, bên ngoài thế giới, có áp chế, bên trong thế giới cũng có áp chế, hắn. Như thế nào một người rời đi, hắn muốn ứng kiếp. Vương Thiến Thiến mở miệng nói, cái, này kiếp, hắn có thể quá được sao, không thấy được. Vương Thiến Thiến trên mặt mang theo một tia bất an, nàng thật sự thực thích đứa nhỏ này, cho. Nên, nàng không hề chờ đợi, nàng hướng về Thái Sơn mà đi, đặt chân Thái Sơn Nam Thiên Môn sau đó một đường đi tới đỉnh núi ta muốn nhìn một chút đứa nhỏ này cả đời ta muốn nhìn một chút hắn hết thảy vương thiến thiến mẫu nghi thiên hạ lạc đông còn đứng ở nơi đó tựa hồ đang chờ đợi hắn kỳ thật vẫn luôn đang chờ đợi vương thiến thiến rốt cuộc hắn thật lâu chưa về không phải hắn không có tìm kiếm đến thái sơn trợ giúp mà là ở chỗ này hắn phát hiện một chút bất bình thường sự tình ngươi như thế nào còn không có bắt được tu luyện tư cách chờ người trở về, rau kim châm đều lạnh, kia hài từ kiếp nạn tới, như thế nào sẽ trước tiên? Lạc Đông nhíu mày nói, hắn đồ Nga mi sơn, chém giết xuyên tây cảnh giới sở hữu người thủ hộ. Vương Thiến Thiến về phía trước đi đến, nơi đó rõ ràng là một đỉnh núi, nhưng là đi tới phía. Trước, Vân Hải biến mất, nơi đó bản thân là cuồn cuộn mây khói cùng Vân Hải, cái gì, hắn? Chém giết người thủ hộ. Lạc Đông cũng là cả kinh, người rốt cuộc vì sao như vậy chậm? vương thiến thiến bất mãn mở miệng nói chính ngươi tới xem đi xem hắn đến tột cùng là ai lạc đông thở dài nói không phải hắn không giúp cũng không phải thái sơn không giúp mà lạc vương thiến thiến về phía trước đi đến sau đó đi bước một đến gần rồi nơi đó trước mắt cảnh tượng thay đổi kia như là một phân a tạp tây ký lục giống nhau bọn họ có thể như đi vào cõi thần tiên cổ kim ngao du tứ hải rát khó tìm đến về hắn hết thảy hắn rõ ràng ở nhưng là giống như là biến mất giống nhau lạc đông nhíu mày nói nhưng ta còn là tìm được rồi lạc đông mở miệng nói trước mắt là vạn vật khởi nguyên là ngân hà nổ mạnh là vạn vật sinh diệt cảnh tượng như là từng màn điện ảnh ở bọn họ trước mắt xẹt qua sau đó bọn họ thấy được bọn họ tìm được rồi lạc trần vương thiến thiến sắc mặt đột nhiên biến đổi tại sao lại như vậy như thế nào sẽ vương thiến thiến tự hồ là có chút không tiếp thu được như thế nào sẽ là hắn hắn như thế nào sẽ là hắn những việc này đã vượt qua chúng ta năng lực phạm vi chúng ta không giúp được hắn thái sơn cũng không giúp được hắn lạc đông mở miệng nói chính là chẳng lẽ khiến cho hắn tại đây một vòng chết sao vương thiến thiến trên mặt lộ ra không cam lòng chúng ta không giúp được sinh tử chỉ có thể dựa chính hắn lạc đông thở dài nói như vậy khiến cho hắn ở chỗ này hảo hảo vượt qua này một đời lạc đông lời nói rơi xuống đất vốn dĩ bởi vì xuyên tây khu vực người thủ hộ bị giết các nơi người thủ hộ đang muốn tập thể công kích thời điểm toàn bộ xuyên tây nháy mắt bị xương mù dày đặc bao phủ ở này bao phủ trụ xương mù dày đặc làm những cái đó thần linh đột nhiên cả kinh cao thiên nguyên bên kia năm trụ thần giờ phút này đột nhiên cả kinh tây vương đông hoàng hảo rất tốt ha 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 hảo chuẩn bị giết qua đi ầm vang trong thiên địa bỗng dưng tạc nứt ra giờ phút này ở sông hằng bạn ba bóng người để chân trần đi bước một ở đo đạc sông hằng bắt đầu rồi sao ướt bà chúng ta đi ra ngoài thời gian sắp tới chuẩn bị đại chiến đi sát nhập hoa hạ mà ở bắc âu bên kia để ngươi nhìn nhìn trong tay trường kiếm cổ la mã bên kia Chu tí đặc vung tay lên, bốn phía bụi mù nổi lên bốn phía, xuất trinh, thời. Gian, thế giới phảng phất như ngừng lại giờ khắc này, mà đứng ở Thái Sơn đỉnh núi Lạc Đông cùng. Vương Thiến Thiến sắc mặt trầm xuống, bọn. Họ bắt đầu rồi, chúng ta có thể chống đỡ được ba năm sau, này. Ba năm, chúng ta không chỉ có muốn ứng phó mặt khác thần đình. Còn có khả năng muốn đối mặt chúng ta hoa hạ chư thần. Lạc Đông Há mồm nói, ngăn không được cũng muốn chắn, liền tính ngươi ta lực lượng không còn nữa. Không thể toàn bộ phát huy, cũng muốn liều chết một trận chiến, thái. Sơn không thể giúp, bởi vì một khi lạc trần một khi đi ra ngoài, như vậy, kết quả là. Mặt khác đại thần liền có thể đi ra ngoài. Mà ở càng cao một tầng 36 tầng cao nhất thượng, nơi đó có một đạo thần niệm. Hắn biến ảo thành bạch y nam tử, hắn tóc trắng xóa đứng ở biển rộng bên ở câu cá, sư. Thúc không đi ngăn trở sao? Dương Tiễn giờ phút này đứng thẳng ở hắn phía sau, ngăn. Chờ cái gì, hắn một khi thành công, đến lúc đó, cái này phong thần bảng liền sẽ hỏng mất. Bởi vì thiên vương thế hắn chôn xuống đại nhân quả, đến. Lúc đó, toàn bộ tinh thần một khi đi ra ngoài, chúng ta sở làm hết thảy đều uổng phí, cho. Nên, hắn cần thiết chết, hiện tại bên ngoài có phải hay không đã lộn xộn, đương. Nhiên, thiên vương năm đó tiến vào thời điểm nói, hắn sẽ tìm cá nhân tới đón thế hắn. Sau đó mang theo chư thần đi ra ngoài, hiện nhiên, người kia chính là Lạc Vô Cực nhân đạo đỉnh. Có thể đánh bại nhân đạo đỉnh chỉ có nhân đạo đỉnh, hiện tại toàn bộ tinh thần đều muốn lại đây giúp hắn lực kháng thiên mệnh, chỉ cần cái này cái gọi là thiên mệnh hỏng mất, như vậy mọi người đều có thể đi ra ngoài, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Cái kia bạch y thân ảnh hỏi, không, nghĩ hồi ngươi quán giang khẩu xem một cái ta nghĩ tới nhưng là ta không nghĩ chúng ta trả giá cùng nỗ lực uổng phí rốt cuộc đế tân vì cái này lưng đeo quá nhiều dương tiễn trả lời nói đàn thần giúp hắn lực khiêng thiên mệnh tây vương bên kia xử lý như thế nào nàng bên kia không đúng a à, xuyên tây người thủ hộ bị giết chính là nàng làm ta không cần nhúng tay nàng cũng muốn đi ra ngoài không thành ta đi xem một cái dương tiễn sắc mặt biến đổi thực mau hắn lại về rồi đánh lên tới tây Vương đem xuyên Tây Phong, không cho đàn thần tiến vào, Dương Tiễn thở dài một tiếng, cho. Nên, Tây Vương này không hy vọng những người này trợ giúp cái kia lạc vô cực. Sau đó làm hắn sống sót, tiếp theo đem phong thần bảng thọc một cái động. Dẫn dắt đại gia đi ra ngoài, Dương Tiễn có chút nhíu mày nói, kia. Nàng vì sao không đem cái kia lạc vô cực giết tính, như. Vậy ngăn trở đàn thần tiến vào, ngược lại tốn công, trực tiếp giết kia lạc vô cực là được, lạc. Là... Vô cực đầu thai đến nhà nàng A, Dương Tiễn nói dỡ nói, nhưng là hắn lời nói vừa ra khỏi. Miệng tức khắc liền ngây ngẩn cả người, thật ở nhà nàng A. Dương Tiễn có chút ngốc, nhưng là chết một lần là được, chỉ cần chết một lần, như vậy liền vĩnh viễn ra không được ngươi. Như thế nào không đi sát, hắn là ta tiểu sư đệ cha. Dương Tiễn thở dài nói, hi, hey, vọng hắn thất bại đi, bằng không liền toàn xong rồi chương 3084 nhân sinh, chương 3084 nhân sinh lạc trần xuống núi, đi ở trên đường nhỏ. Không biết hướng đi nơi nào, nhân sinh lữ đồ cũng là như thế này, không biết hướng đi nơi nào. Nhưng là trung điểm đều là giống nhau, mọi người đều sẽ già đi. Đều sẽ ở một ngày một ngày nhật tử bên trong dần dần đi hướng tử vong, đây là nhân sinh, chỉ là. Đại gia từng người trải qua không giống nhau, lạc trần đi rồi thật lâu thẳng đến đi tới thành thị bên trong nơi này xa hoa trị lạc có người vì sinh kế còn ở vất vả cần cù công tác có người cũng đã sống mơ mơ màng màng tiêu sái sung sướng chính là ở lạc trần trong mắt này hết thảy tựa hồ đều là giống nhau bởi vì lạc trần trong mắt đều là trải qua nhân sinh muôn vàn trạng thái tất cả bất đồng cảnh ngộ không đều là trải qua sao suốt thế yêu cầu vào đời lạc trần ngẩng đầu nhìn không trung ban đêm tinh quang thưa thớt phảng phất nhân sinh giống nhau là ảm đạm nhưng là thiên sẽ lượng quang minh hội tới đây là thuộc về hắn kiếp nạn lạc trần vô bi vô hỉ không oán không hận lạc trần về phía trước đi đến ước chừng đi rồi một tháng cuối cùng lạc trần đi tới một cái thành thị đó là thành đô nơi này thành đô cùng hiện thực thành đô không có quá lớn khác nhau lạc trần tìm được rồi một phần công tác công tác này nhiều lần khúc chiết Lạc Trần cuối cùng vẫn là tìm được rồi. Lạc Trần tại đây xuyên phủ thực quốc một nhà hàng đi bá mâm đi. Này phụ cận một thế hệ cơ hồ đều nhận thức người thanh niên này, bởi vì người thanh niên này luôn là bị cự tuyệt, luôn là bị lão bản nhóm cự tuyệt kia ốm đau bệnh tật tư thái, phẳng phất tùy thời đều phải chết đi giống nhau. Ai dám thu chỉ có nhà này lão bản. Thoạt nhìn tương đối hàm hậu, cho nên thu Lạc Trần này tựa hồ chính là mệnh Lạc Trần mỗi ngày đều an tĩnh đứng ở nơi đó, không chút cầu thả tẩy mâm, như là ở tẩy đi nội tâm duyên hoa. Tẩy đi nội tâm tạp chất, rốt cuộc mỗi người đi vào trên thế giới này, liền tính không công tác. Ở nhà cũng dù sao cũng phải rửa chén không phải, hơn nữa lạc trần tựa hồ cũng không có thực tốt. Lựa chọn, rửa chén còn có mấy cái người trẻ tuổi, hoặc là nói nhà ăn đều là người trẻ tuổi, ngươi. Công tác này à, kỳ thật trước kia là một cái lão A-di làm, chỉ là nàng nhi tử muốn kết hôn, đây là Lạc Trần ở chỗ này công tác một năm sau, lần đầu tiên. Có người dựa lại đây cùng hắn nói chuyện, bởi vì mọi người đều không thế nào thích cái này trầm. Mặc ít lời, nhìn không tốt lắm tiếp cận người, mà đây là một cái mới tới nữ phục vụ. Bất quá 16 tuổi nhiều một chút. Vừa mới cắt rớt kia một đầu nhiễm lung tung rối loạn đầu tóc, ngẫu nhiên còn trộm chiều yên, trên. Mặt nàng có chút tàn nhang nhỏ, lớn lên không tính mỹ diễm, nhưng là cũng không kém, ngươi so với ta sau lại ngươi làm sao mà biết được lạc trần một bên tẩy chén một bên mở miệng nói những người khác nói cho ta những người khác còn nói ly ngươi xa một chút đúng rồi ngươi có hay không nghĩ tới yêu đương hoặc là kết hôn sinh con hoặc là nhận cái làm muội muội lạc trần kinh ngạc nhìn nàng một cái không phải ta chúng ta trong tiệm có cái nữ cảm thấy ngươi người cũng không tệ lắm tuy rằng là cái hũ nút nhưng là cảm thấy ngươi đáng tin cậy nhà nàng muốn cắt lúa mạch tuy rằng ngươi thân mình kém một chút nhưng là cảm giác thực đáng tin cậy cái kia nữ oa mở miệng nói lạc trần không để ý đến nàng ngươi có điểm không dính khói lửa phàm tục cảm giác không giống như là một cái sống sờ sờ người cái kia nữ oa lại lần nữa mở miệng nói người nọ hẳn là cái dạng gì có hỉ giận nhạc buồn a à, có thất tình lục dục a à, sẽ kết hôn sinh con sẽ truyền thừa đi xuống A, đây mới là người A, vậy còn ngươi? Lạc Trần nhíu mày nhìn nàng, ta, ngươi, là nói ta hút thuốc, uống rượu, uống tóc, còn xăm mình sao? Nữ hài giờ phút này ngậm thuốc lá, ta, là bởi vì ta ba, ta ba thích uống rượu, ta mẹ ái hút thuốc, bọn họ luôn cãi nhau. Nữ hoa giải thích nói, nói đến động lòng người chỗ, nữ hoa tự hồ nhớ tới thương tâm chuyện cũ. Sau đó còn không dừng rơi lệ, nhưng là Lạc Trần thực lạnh nhạt không có bất luận cái gì thương hại chi tâm, cũng không có an ủi. Thoạt nhìn thực vô tình, người nhân sinh như vậy là không hoàn mỹ. Nữ oa lại lần nữa mở miệng nói, lạc trần không có phản ứng, người bình thường nếu tiếp xúc tới. Rồi, hơn nữa, bốn phía đều lạnh nhạt đối đãi chính mình. Lại có một cái nữ oa biểu hiện nhu nhược đáng thương. Khả năng thật sự liền sẽ sinh ra thương hại chi tâm, nhưng là... Lạc Trần chính là không có tuy rằng nữ oa thường xuyên tới tìm Lạc Trần nói tâm sự. Nhưng là Lạc Trần vẫn là mỗi ngày cơ hồ đều trầm mặc ít lời, thẳng đến nửa năm sau. Nữ oa lại lần nữa hỏi, ngươi suy xét không suy xét cùng ta kết hôn a à, lúc này, nữ oa đã mau 17 tuổi, không suy xét. Lạc Trần lắc đầu, vì cái gì? Nữ oa ngây ngẩn cả người, bởi vì nữ oa trong bụng rõ ràng có một cái sinh mệnh, Lạc Trần trầm mặc không nói không có đáp lại kỳ thật ngươi có thể đáp ứng ta sau đó thay đổi vận mệnh của ta có thể cứu cứu ta bằng không ta sẽ bị ta ba mẹ đánh chết nữ oa lại lần nữa mở miệng nói bọn họ muốn ta gả cho một cái tuổi rất lớn người nữ oa khóc thực thương tâm nhìn xem cái này lạc trần nói đem một khối dơ hề hề mâm bỏ vào trong nước sau đó nhất biến biến rửa sạch ngươi làm mắng ta dơ nữ oa sinh khí sau đó đi rồi, Lạc Trần không có giải thích, hắn bổn ý không phải dơ, mà là nói cho nữ oa Nhân sinh là chính mình, mâm chính là chính mình nhân sinh, chính mình nhân sinh. Yêu cầu chính mình tẩy, yêu cầu tự cứu, có thể bang nhân nhất thời. Nhưng là không thể bang nhân một đời, bởi vì nếu bang nhân một đời. Như vậy chính là đem người khác phải trải qua hết thầy cố tình cướp lấy đây là ác tựa như một cái dân cờ bạc, giống như là một cái ăn trộm, bởi vì một khi ngăn trở Như vậy chính là ngăn trở người khác yêu cầu trải qua hết thảy, mà Lạc Trần ở chỗ này đã đãi một. Năm rưỡi, đã xem như lão công nhân, chính là ngày hôm sau, lão bản liền đem hắn gọi vào văn phòng ta. Cho rằng ngươi là người tốt, hắn bên cạnh còn đứng một cái một cái khác trung niên nhân ta. Vốn dĩ muốn cho ngươi ở phía sau bếp hảo hảo tẩy cái một hai năm người làm người thoạt nhìn trung hậu thành thật nhưng là tiểu hà bụng sự tình ngươi sao cái nói người làm người như thế nào có thể như vậy đâu lão bản quở mắng đây là ngươi tháng này tiền lương chính ngươi khác mưu đường ra đi lão bản cuối cùng thở dài một tiếng mà cái kia trung niên nhân trong mắt hiện ra một tia thực hiện được biểu tình lão bản thích lạc trần cho nên vẫn luôn tưởng bồi dưỡng lạc trần sau đó làm lạc trần trở thành nơi này cửa hàng trưởng nhưng là trung niên nhân vẫn luôn nghĩ cách cũng là không ngừng nói nói bậy. Chính là vì đuổi đi Lạc Trần, Lạc Trần cầm lấy trên bàn tiền nhìn thoáng qua lão bản cùng cái. Kia trung niên nhân, Lạc Trần xoay người rời đi, nơi này mỗi ngày có người tới ăn cơm. Nhân sinh trăm thái, có người uống say thống khổ mắng to, có người hòa thuận. Có người mời khách ăn cơm, cúi đầu khom lưng, có người vừa mới tìm được mặt khác một nửa tới. Chúc mừng, có người là tới ăn tan vỡ cơm, nhân sinh trăm thái, lâm lâm đủ loại. Nhưng là Lạc Trần trước sau chỉ là xem ở trong mắt. Cho dù là này trung niên nhân cùng cái kia tiểu hạ ác ý, Lạc Trần cũng không có để ý quá. Cũng chưa từng tại nội tâm dâng lên một chút ít cảm giác bởi vì nhân sinh. Cho dù là sinh ở đống rác, chỉ cần cho phép liền sẽ không bị thương tổn, cho phép. Không phải tiếp thu, này một năm, Lạc Trần đã tiếp cận 19 tuổi, này một năm. Lạc Trần đã trải qua rất nhiều, như là một người bình thường giống nhau đi trải qua rất nhiều rất nhiều. Chương 3085 lại xem một cái. Lạc Trần rời đi, Lạc Trần ngày thường trừ bỏ ăn cơm cũng không cần tiền, cho nên tiền cũng tổn hạ không ít, Lạc Trần lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái. Nhìn lại chính mình nhất sinh, hắn bệnh tim trước sau còn ở. Thân thể càng ngày càng khô gầy, Lạc Trần thuê một cái phòng nhỏ. Sau đó mỗi ngày trừ bỏ nấu cơm, chính là đi công viên dạo một dạo, thoạt nhìn thật sự quá bình tĩnh, nhưng là, Lạc Trần mỗi một lần đều thực để ý, nghe được, nhìn đến. Cảm nhận được thân thể chạm đến một gốc cây thảo, một viên thụ. Gió nhẹ thổi đánh úp lại hết thảy, nhưng là, Lạc Trần thoạt nhìn tự hồ trước sau không có quy tốt. Không có tìm được thuộc về chính mình kia một phương thiên địa, sau đó kế tiếp một năm. Lạc Trần dứt khoát lui phòng ở, Lạc Trần bắt đầu đi đến một cái lại một chỗ, như là một cái kẻ. Lưu Lạc nhưng là cũng may hắn so kẻ Lưu Lạc có tiền một chút, Lạc Trần một đường đi đến. Dần dần, hắn quên mất, hắn quên mất chính mình là tiên tôn, quên mất chính mình thân phận. Quên mất thế tục, quên mất thái tử gia, quên mất kiếp trước, hắn đôi mắt vẫn đục bất ham. Hắn giữa mày tử khí quấn quanh, cả người tới rồi mặt sau, đi tới đi tới. Tựa hồ đều có loại dáng vẻ già nua, phảng phất ngay sau đó chính là hắn khí tiệt là lúc hết thảy hết thảy đều ở hắn trước mắt chợt lóe mà qua hết thảy hết thảy đều ở hắn sinh mệnh dần dần điêu tàn lạc trần ở cuối cùng ba tháng thời điểm đi hướng âm dương trấn nhưng là lạc trần trước sau bồi hồi ở bên ngoài hắn tìm không thấy âm dương trấn hắn không nhớ rõ hắn duy nhất nhớ rõ chính là một cái gọi là lạc đông cùng vương thiến thiến người ba tháng lạc trần đã quên mất ba tháng sau hắn sẽ chết đi hắn bồi hồi ở núi lớn ngoại trước sau tìm không thấy âm dương trấn ở nơi nào tựa hồ âm dương trấn biến mất tựa hồ thiên địa to lớn hắn không chỗ để đi hắn đã không có thần lực đã không có tiên lực đã không có hết thảy lực lượng hắn ý thức hắn sở hữu hết thảy tựa hồ đều vây chết ở trong thân thể này ngay cả ký ức cũng bị hủy diệt giống nhau hắn hoàn toàn thành thế giới này lạc trần, mất đi quá vãng ký ức. Những cái đó đã từng bị lạc trần chủ quan áp chế thân thể này các loại cảm xúc bắt đầu xuất. Hiện, bắt đầu bạo phát. Bàng hoàng, bất lực, bi ai, oán hận, hận, hận lạc đông cùng vương thiến thiến. Hận thế giới này, thậm chí hận thân thể này. Bắt đầu rồi tự mình công kích, bắt đầu rồi tự mình oán trách, giờ khác này, thân thể này. Cái này ý thức tựa hồ lại nghĩ tới cái kia gọi là tiểu hà nữ hoa, hắn hẳn là thỏa hiệp hắn hẳn là lưu tại nơi đó cùng cái kia nữ oa kết hôn, ít nhất còn có một cái bạn nữ, hắn hẳn là đi vì chính mình tranh thủ cùng biện giải, mà không phải bị oan uổng. đây là lạc trần sở làm triệt địa quên là ai, triệt địa phong ấn chính mình ký ức, sau đó lấy cái này trong thế giới này lạc trần thân phận đi, thể nghiệm đi cảm thụ thế giới này, sau đó lấy cái này lạc trần đi thực hiện nghịch thiên sửa mệnh nếu không, đơn thuần lấy lạc trần tự thân đi nghịch thiên sửa mệnh, hắn có hai đời ký ức. Có tiên tôn khí phách cùng tâm tính, hắn không có hoàn toàn dung nhập thế giới này. Hắn liền tính nghịch thiên sửa mệnh, kia cũng này đây tiên tôn đi sửa, mà không phải lấy người. Thường, lấy bình phàm người nhân sinh đi sửa, chân chính nghịch thiên sửa mệnh. Là đi tới tuyệt cảnh, này đây thân thể này, này đây cái này lạc trần thân phận đi sửa, cho nên. Lạc Trần dần dần chính mình hủy diệt chính mình ký ức, phong ấn lên, sau đó. Ở chỗ này bồi hồi vài ngày sau, Lạc Trần rốt cuộc ngã xuống, chờ hắn tỉnh lại. Đã ở bệnh viện, mở to mắt, Lạc Trần nhìn đến chính là một cái ăn mặc bạch y hộ sĩ, "Ngươi. Bệnh tim cần thiết lập tức giải phẫu, nhưng là giải phẫu phí khả năng có điểm quý. Yêu cầu nhà ngươi chuẩn bị 100 vạn, nhà ta không có nhiều như vậy tiền." Lạc Trần đã quên chính mình là ai chỉ nhớ rõ chính mình chính là Vương Thiến Thiến cùng Lạc Đông hai tử, vậy. Người trước liên hệ nhà ngươi người ta không biết như thế nào liên hệ bọn họ, ai? Vậy không có biện pháp. Cái kia hộ sĩ thở dài nói, cuối cùng, kết quả rõ ràng. Lạc Trần bị đuổi ra ngoài, Lạc Trần mờ mịt nhìn xa lạ bốn phía, ngươi. Sinh bệnh như vậy nghiêm trọng cha mẹ ngươi mặc kệ ngươi. Giờ phút này một cái ăn mặc bệnh nhân, ngồi ở trên xe lan lão nhân hỏi ta đã trưởng thành, không cần cha mẹ quản, nói gì vậy, ta sắp thành niên a." À. Lạc Trần mở miệng nói, "Vậy ngươi hận cha mẹ ngươi sao, hận?" "Sao, có lẽ đi, giờ phút này Lạc Trần nghĩ nghĩ, như thế nào đi hận, tuy rằng hắn không có giống." Người bình thường giống nhau đi cảm thụ sinh hoạt, nhưng là phụ mẫu của chính mình rốt cuộc vẫn là cho chính mình 20 năm thời gian, hắn giờ phút này trong đầu xuất hiện nhìn những cái đó ra. Hoa trị lạc, những cái đó há mồm liền có thể được đến hết thầy phú nhị đại, cũng nghĩ đến những cái đó người bình thường, chỉ cần chính mình nỗ lực liền có thể đạt được một bộ phận bảo. Đảm, nhưng là, hắn, tựa hồ không có bất luận cái gì một người hoàn chỉnh nhân sinh, nhưng là trong đầu, lại có một cái khác thanh âm, cái kia thanh âm nói cho lạc trần, từng có hai mươi năm có thể cảm. Thụ thế giới này cơ hội, đã thực hảo, như vậy đây là ban ân, đây là một loại chúc phúc bởi vì ai quy định cha mẹ liền phải gánh vác hài từ hết thảy rốt cuộc đều là độc lập sinh mệnh thể ta không trách bọn họ lạc trần bỗng nhiên mở miệng nói vậy người trách cứ thế giới này sao lão nhân lại hỏi một câu thế giới này lạc trần ký ức ở khi còn nhỏ ở ra tới này ba năm công tác vẫn là du lịch khi tao ngộ hết thảy ác ý tao ngộ hết thảy châm chọc mỉa mai Nhân tâm vô tình, nhưng là Lạc Trần nghĩ nghĩ, thế giới này thật sự chính là như vậy sao, đơn giản. Là chính mình thấy được rác rưởi thế giới này chính là rác rưởi sao, có câu nói gọi là Người nhìn thấy gì, quyết định bởi với người muốn nhìn đến cái gì, người muốn nhìn đến thế giới. Này chính là xấu xí như vậy người nhất định sẽ thành công, người muốn nhìn đến thế giới này là Tốt đẹp, như vậy rác rưởi trong thế giới, cũng nhất định có tốt đẹp thế giới không có đúng sai có phân đúng sai chính là người là nhân tâm không hận không oán không trách lạc trần cười cười ánh mặt trời thực hảo phong thực mềm nhẹ thế giới công bằng chưa bao giờ là nhân tế quan hệ cùng quan hệ xã hội công bằng bởi vì này đó là nhân tâm tạo thành thế giới tốt đẹp thế giới công bằng là cho dù là ta trái tim có vấn đề ta cũng hưởng thụ cùng đại gia giống nhau ánh mặt trời hưởng thụ cùng đại gia giống nhau không khí ta mỗi một ngày cũng là 24 giờ thế giới chưa từng có bởi vì ta không tốt hoặc là ta khuyết tật đối ta có điều thua thiệt Lạc Trần cười mở miệng nói thế giới liền ở nơi đó tốt đẹp phong cảnh liền ở nơi đó mỗi người đều có thể đi xem mỗi người đều có cái kia quyền lợi đi xem xét nhưng là có người lựa chọn đi xem đống rác thế giới liền ở nơi đó không tăng không giảm bất diệt Bất động, ta phải đi, lạc đông, cùng vương thiến thiến, khả năng tới không được. Lão giả bỗng nhiên thấp giọng nhẹ ngữ nói, đây, là bọn họ toàn bộ gia sản, đều tại đây trương sổ con. Lão nhân đem một trương sổ con đưa ra, bọn họ tận lực mà. Ba năm, ngoại giới ba năm, ở xuyên tây ngoại ba năm. Đại chiến mấy ngày liền, thi hoành khắp nơi, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, phẳng phất cuối. Cùng một chỗ tịnh thổ, chính là xuyên tây, ở Thái Sơn Đình có hai người đã sắp hóa thành tượng đá, là Đông ta hảo tưởng lại liếc hắn một cái, cho dù là liếc mắt một cái, bọn. Họ cả người máu tươi, nguyên thần đều phải băng nát. Bởi vì lúc này đây, bọn họ đối mặt chính là toàn thế giới thần linh. Trường 3086 3 năm bảo hộ. Sổ con thực cũ nát, như là bị thường xuyên qua lại ma xa, cho nên có vẻ có chút cũ nát hẳn là bên người đặt ở trên người, sổ con thượng chỉ có 15 vạn 7 800 năm khối tam mau. Tiền, đây là thế tục tiền, này đó tiền. Là lạc đông cùng vương thiến thiến bán lương thực tích cóp hạ cả đời tiền, trừ bỏ ăn uống. Cũng chỉ dư lại như vậy một chút, thực gian nan, bởi vì lạc đông cùng vương thiến thiến chưa bao. Giờ dùng quá khác thân phận đi tránh cho dù là một phân tiền, cũng chính là. Đây là lạc đông cùng vương thiến thiến hai cái người thường cả đời tích tụ, mà nay tiền không đủ, lạc trần cầm này sổ con, không biết ra sao cảm thụ, chỉ là giờ khắc này. Quên mất chính mình là ai lạc trần, gắt gao túm này sổ con, ta. Biết không đủ, nhưng là hy vọng người trước khi chết có thể minh bạch, bọn họ thật sự tận lực. Thật sự tận lực, một câu tận lực. Thuyết minh hết thầy, bởi vì, lạc trần không biết chính là, hắn này ba năm hòa bình. Hắn này nhìn như thê thảm tao ngộ, kỳ thật đều là Vương Thiến Thiến cùng Lạc Đông ba năm tắm máu chiến đấu hăng hái được đến, Thái. Sơn đỉnh, Vương Thiến Thiến khóe mắt lóe nước mắt, Lạc Đông, ta kiên trì không được. Vương Thiến Thiến đôi tay đang run rẩy nàng hao hết nàng sở hữu sức lực cùng lực lượng giống. Nhau, mà đã một đầu tóc bạc lạc đông giờ phút này cắn răng, mở miệng nói, vì Hài tử, lại kiên trì một chút, nhanh, sắp kết thúc Lạc Đông nói xong câu đó, cả người không tự chủ được oa mà một ngụm máu tươi phun ra, hắn cũng. Mau kiên trì không được, không nên động tình, một khi động tình. Người ta cũng chỉ có thể trầm luân, nhưng, là, đứa con trai này, lão tử tình nguyện vĩnh đọa trầm luân, cũng muốn bảo hộ, ba. Năm trước đây, Lạc Đông một bộ đoàn quái. Vương Thiến Thiến một kiện trường bào, bọn họ phong tư tuyệt đại, Lạc Đông khí thế thông thiên có khí nuốt hoàn vũ áp sụp tứ phương vô địch tư thái vương thiến thiến mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm lay động tứ phương có loại vạn vật chi mẫu bá đạo hai tôn thần linh nhưng là bọn họ trước mặt biển rộng chỗ sâu trong đại dương mênh mông đường chân trời không trung phía trên đó là dậm dạp thần linh đại quân có cao thiên nguyên lai năm trụ thần có cao thiên nguyên dậm dạp thần linh đại quân sông hằng bạn nơi đó năm vị cường đại sinh linh quan sát trong thiên địa hơi thở hiểu rõ muôn đời bất diệt bất tử sông ninh bạn phạn thiên ướt bà ti ướt nô nhân đà la a à kỳ ni già la lâu thần quang vờn quanh bọn họ vô tận lộng lẫy quang hoa bắt mắt lóng lánh mà ở bọn họ phía sau lớn lớn bé bé thần linh đại quân đồng dạng đếm không hết bọn họ vượt qua thiên địa như là đem vũ trụ khởi nguyên đưa tới nơi này cao thiên buông xuống hạ vô tận hoa quang vô tận lộng lẫy bắt mắt thần hà như là không muốn sống giống nhau buông xuống xuống dưới đó là olympus đề ngươi hắn xuất lĩnh đại quân nắm công dương tới mà cổ la mã chu tý đặc tự mình tới tay cầm thần mâu khống chế trong thiên địa nhất đáng sợ chiến xa xuất lĩnh vô tận thần quân hàn nỗ tư không trung chi mắt chiếu rọi tứ phương hiểu rõ vạn vật chiếu sáng lên chân lý, làm hết thảy hư ảo đều bị chiếu dọi vô pháp quan khán, nhất mấu chốt. Chính là, hoa hạ bên này, vẫn như cụ có biến ảo thần linh, có che lấp chân dung thần linh. Bọn họ mang cổ xưa thần linh mặt nạ tay cầm binh khí. Nhắm ngay kia một đôi đứng ở Thái Sơn đỉnh hai vợ chồng, thiên đế không còn nữa, người vương. Không còn nữa, hai đại vương giả đỉnh cấp chiến lực không còn nữa, còn lại đều chỉ là thiên tôn cấp chiến lực tuy rằng thiên tôn cấp chiến lực có điều bất đồng. Thậm chí còn có chuẩn vương, tỉ như vương thiến thiến đó là chuẩn vương, nhưng là trước sau là chuẩn vương, mà như vậy chuẩn vương có rất nhiều, hơn nữa, các người hai người muốn cản toàn bộ táng tiên tinh thần linh, giờ. Phút này Garuda mở miệng nói, hắn tương đương với thiên tôn. Bởi vì táng tiên tinh thần linh chỉ có thần linh, không có lại tế phân cảnh giới, ngươi an dám cùng ta nhóm nói như vậy lời nói đại già hiện giờ đều giống nhau dù cho ngươi trước kia cảnh giới so với ta cao thần cách so với ta cường đại nhưng là các ngươi hiện giờ có thể phát huy thực lực lại có bao nhiêu đâu cùng ta ngang hàng mà thôi garuda mở miệng nói tương đương với thiên tôn tương đương với chuẩn vương cũng hảo kỳ thật ở phong thần bảng nội mọi người đều bị trấn áp phong ấn có thể vận dụng lực lượng kỳ thật không nhiều lắm giống như là phổ hiền không e ngại dương tiễn giống nhau karuda hiện giờ cũng không e ngại vương thiến thiến cùng lạc đông bởi vì đại gia lực lượng kỳ thật đều bị hạn chế càng là cường đại hạn chế càng là lớn hơn nữa cho dù là chuẩn vương phát huy thực lực cũng liền như vậy cho nên đầy trời chư thần đối mặt này táng tiên tinh đầy trời chư thần lạc đông cùng vương thiến thiến đã chú định đã không có bất luận cái gì phần thắng thiên để không còn nữa người vương không còn nữa ta hoa hạ thần minh cũng có nội chiến nhiên hôm nay là ta vương thiến thiến cùng lạc đông việt tư không cần dựa vào bất luận cái gì thần ai cũng không được đi tìm hắn ai cũng không được quấy giày hắn ầm vang đầy trời thần diễm bay múa trong thiên địa như là muốn lật giống nhau một trận chiến này chính là ba năm ba năm nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm nhưng là đối với chiến đấu bên trong người mà nói kỳ thật rất dài ba năm ác chiến ba năm hai năm trước đã chịu vây công thêm đánh lén vương thiến thiến thiếu chút nữa kiên trì không được không được kia hài tử vì ta đã làm cơm ta lần đầu tiên nếm tới rồi làm mẫu thân tư vị ta muốn tiếp tục tồn tại từ bỏ đi đi luân hồi đi bằng không ngươi nguyên thần rách nát thần cách vỡ vụn đến lúc đó liền thật sự vĩnh đoạn luân hồi, lại vô thức tỉnh ngay. Lạc Đông ở tắm máu chiến đấu hăng hái bên trong khuyên nhủ. Không được ta đi rồi, người liền kiên trì không được ta. Luyến tiếc hắn, ta không yên lòng hắn. Vương thiến thiến cắn chặt răng, rút ra trên ngực thiêu đốt lửa cháy một cây trường mâu, một năm trước, Lạc Đông trọng thương. Kiệt sức, cơ hồ muốn vỡ vụt, Lạc Đông, ngươi từ bỏ đi, đừng chiến, ta tới chống đỡ, ha ha ha, ta cũng không nghĩ, từ bỏ tiểu tử này, ta đáp ứng rồi. Phải cho hắn 3 năm hòa bình sinh hoạt, ta nói được thì làm được. Lạc Đông chưa từng có nhiều giải thích. Vẫn như cũ lựa chọn tổn thương thần cách tới chữa thương, tới liều mạng ta. Phu thê hai người đứng ngạo nghễ trong thiên địa, phía sau là ra, phía sau là hai tử, ai? Dám lướt qua này giới. Lạc đông cuồng tiếu, máu tươi ở giàn rụa. Năm thứ ba, Dương Tiễn sốt ruột hoảng hốt chạy tới kia biển rộng biên, sư. Thúc, có biện pháp sao, cứu cứu các nàng, còn ở đánh, bọn họ còn ở kiên trì, ta. Đã chết, không giúp được, hơn nữa lực lượng của ta đã cùng phong thần bảng dung hợp. Bọn họ không đánh sâu vào phong thần bảng, ta không động đậy tay, người dưỡng thương đi. Một đạo nhu hòa quang huy giam cầm ở Dương Tiễn, bởi vì Dương Tiễn thân thể vỡ vụn chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, giờ phút này hắn bị giam cầm, ba năm, ngoại giới thế giới là. Chiến hỏa mọc lan tràn, phân tranh vô tận, lạc trần ở cái kia tiệm cơm vượt qua mỗi một cái binh. Tĩnh đêm, đều là lạc đông cùng vương vương thiến thiến dùng máu tươi cùng vô tận chiến tranh. Đổi lấy tới, có một loại bảo hộ, gọi là yên lặng bảo hộ. mươi 3087 kia một tiếng ba mẹ chương 3087 kia một tiếng ba mẹ ba năm sau, ti ướt nô, phạn thiên, chu tí đặc chảy máu tươi. Còn ở dũng mãnh không sợ chết khởi sướng tiến công, các. Người thật sự muốn đứa bé kia, vậy nên tránh ra, làm hắn sống sót. Rất nhiều thần linh cũng bị chấn kinh rồi. Cũng bị chấn động ở, ba năm, đánh ba năm, hai người kia, thủ ba năm, thủ đoạn dùng hết. Cơ hồ long trời lở đất, nhưng là bọn họ vẫn là không có đánh đi vào, năm trước cơ hồ đều phải thành công. Kết quả vương thiến thiến đột nhiên bùng nổ, lấy vô thượng thần lực trấn áp hết thảy, không thẹn Tây vương chi sưng, mà lạc đông cũng không. Thẹn cho đông hoàng danh hiệu, hai người, có thể nói vô địch giống nhau. Chấn thủ hết thảy, chỉ là hai người kỳ thật thật sự rất khó kiên trì, làm. Mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, các ngươi không hiểu. Vương Thiến Thiến cười to gian, một phen hủy diệt khóe miệng máu tươi. Sau đó đôi tay hoạt động, cái thế thần lực giống như đại dương mênh mông giống nhau tạp rơi. Xuống, tạp rất nhiều thần linh huyết nhục bay tứ tung, mà hiện giờ, bọn họ đã tới rồi giàu hết đèn. Tắt nông nỗi, chỉ là, bao phủ ở xuyên tây trên không xương mù dày đặc trước sau không có tan. Đi, lạc đông, lạc đông. Vương thiến thiến trước mắt biến thành màu đen có chút thấy không rõ thế giới này ta ở ta vẫn luôn ở chúng ta khả năng phải đi vương thiến thiến cười khổ một tiếng ta biết bọn họ bốn phía đàn thần như cũ như hổ rình mồi từ bỏ đi các ngươi đã làm đủ nhiều có hoa hạ thần linh khuyên nhủ bọn họ mang mặt nạ là công kích vương thiến thiến cùng lạc đông thần linh làm được đủ nhiều sao ta như thế nào cảm thấy chúng ta làm quá ít đâu Vương Thiến Thiến trong mắt phiếm nước mắt bởi vì giờ khắc này Vương Thiến Thiến bỗng nhiên. Sinh ra lòng áy náy, nàng lòng áy náy. Đến từ chính nàng không có biện pháp giúp Lạc Trần chống cự thiên mệnh. Làm Lạc Trần sống quá 20 tuổi, giờ phút này hai người, đứng thẳng ở Thái Sơn đỉnh, chúng. Ta muốn đi xem hai tử, cho dù là lại xem cuối cùng liếc mắt một cái, hành sao, ầm. Vang, Thái Sơn đỉnh, nơi đó nháy mắt bộc phát ra tới một cổ đáng sợ lực lượng, kia lực lượng xuyên qua biển người đông lại kia trong nháy mắt gian thời gian toàn bộ thế giới thời gian phẳng phất bị đông lại dư lại chỉ có xuyên tây cảnh nội thời gian tự hồ ở bình thường chảy xuôi mà ở trên đường cái ở lạc trần nơi cái kia thành thị bên trong một cái phụ nữ một cái đầy đầu đầu bạc nam tử xuất hiện nam tử bối có chút đà nam tử trong tay nhéo một phen tiền đi hướng lạc trần tiểu tử chúng ta tới xem ngươi lạc đông Lạc Trần tuy rằng quên mất hết thầy, chỉ có cái này thân phận, nhưng là trong tiềm thức. Vẫn là cự tuyệt kêu Lạc Đông phụ thân, mấy năm nay được chứ? Có. Cái lão nhân đem các ngươi sổ tiết kiệm cho ta, nói các ngươi không thể tới. Lạc Trần ngạc nhiên mở miệng nói, đừng nghe hắn nói bậy, tiểu tử, chúng ta tới các. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn xem ngươi, Lạc Đông mở miệng nói, ta muốn chết, chúng ta biết. Lạc Đông cười trả lời nói, Vương Thiến Thiến cũng cười, nhưng là giấu ở tay áo bên trong tay. Lại gắt gao nắm, đi, ngươi dù sao muốn chết, lão tử hôm nay mang ngươi đi mua quần áo. Ăn chút ăn ngon, xem như cho ngươi tiễn đưa, tỉnh cho ngươi mua áo liệm. Lạc Đông vỗ Lạc Trần bả vai, sau đó, ba người đi hướng ven đường một cái trang phục cửa hàng, Vương. Thiến Thiến, ngươi xuyên cái này thích hợp, Lạc. Đông, đem ngươi đoàn quái thay đổi đi, quá xú. Lạc Trần chọn quần áo mở miệng nói, hảo, nghe ngươi, Lạc Đông cười, sau đó ba người đổi hảo quần áo, giờ phút này sắc trời tiệm vãn, đèn. Đường sáng lên, vạn ra ngọn đèn dầu sáng lên, hết thảy trong sáng đi lên, đi. Ăn đốn cái lẩu đi, Lạc Đông đề nghị nói, hảo. Lạc Trần gật gật đầu, ba người vào tiệm lẩu, ba. Ba ta muốn ăn mau bụng. Bên cạnh một cái tiểu nam hài đối với một cái phụ thân mở miệng nói, hảo kia chờ hạ hạ canh xuông, người không thể ăn hồng canh, không sao, nghe. Lời, nhìn ngươi này đầy miệng đại pháo, đều thượng hỏa, không nghe lời. Lão tử chờ cầm trưởng hầu hạ, phụ thân còn không có nói chuyện. Mẫu thân liền dơ lên bàn tay hù dọa nói, nhưng là hài tử phụ thân sấn mẫu thân thượng WC thời. Điểm, trộm gấp một khối hồng canh năng mau bụng cấp tiểu nam hài, tiểu nam hài cười, mà lạc trần. Này một bàn, thực an tĩnh, ba người, tam khẩu nhà, tựa hồ cũng không biết muốn nói gì. Ba năm tới, quá đến có khỏe không? Cuối cùng là vương thiến thiến đánh vỡ trầm mặc lạc trần cười mở miệng nói, thực vui vẻ, có. Hay không nữ hài tử thích ngươi? Vương thiến thiến hỏi, có, có hay không bị người khi dễ? Vương thiến thiến hỏi, không có, ở bên ngoài ăn ngon sao? Vương thiến thiến hỏi lại, so, trong nhà hảo, cũng là ha vương thiến thiến xấu hổ cười chầu này cơm ăn thực mau ăn thực đuổi cơm nước xong vạn ra ngọn đèn dầu đã triệt địa trong sáng lạc trần đứng dậy mở miệng nói ta phải đi chúng ta biết vương thiến thiến cười mở miệng nói chúng ta cũng muốn đi rồi lạc đông mở miệng nói hảo tiệm lầu cửa muốn ăn tết lạc trần mở miệng nói ta muốn ăn đốn sủi cảo lạc trần thanh âm không lớn lần sau đi, tiểu tử, lần sau lão tử nhất định cho ngươi lộng đốn sủi cảo." Lạc Đông xua xua tay nói, bọn họ thời gian không nhiều lắm. Đã không còn kịp rồi, gió lạnh chung, Lạc Trần nghe xong, hướng Hữu đi đến, mà Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến hướng Tả đi đến. "Uy, tiểu tử, chờ một chút." Lạc Đông vẫn là nhịn không được có, "Thể kêu chúng ta một tiếng ba mẹ sao?" Lạc Đông đang đợi Lạc Trần trả lời, Vương Thiến Thiến khẩn trương nắm nắm tay thấp thỏm bất an, nàng cũng đang đợi, ở chờ mong, nhưng là, Lạc Trần không có quay đầu lại. Cũng không quay đầu lại rời đi, biến mất ở trong biển người, tuyết rơi, đầy trời đại tuyết. Mơ hồ tầm mắt, Lạc Trần thân ảnh biến mất thiên địa ở lật. Vương Thiến Thiến cùng Lạc Đông thần niệm nháy mắt bị kéo về tới rồi Thái Sơn, ta. Còn có chuyện không có nói. Vương Thiến Thiến đã rơi lệ đầy mặt kia. Ăn cơm thời điểm, ngươi như thế nào không nói lạc đông trách cứ nói ngươi không cũng chưa nói ngươi muốn nói cái gì ta ta tưởng ta tưởng nói cho hắn vương thiến thiến đã khóc không thành tiếng lạc trần thực xin lỗi ta không phải một cái hảo mụ 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 không bản lĩnh không có có thể làm ngươi có được hạnh phúc nhân sinh mụ mụ thực xin lỗi ngươi mụ mụ thật sự hảo vô dụng mụ mụ muốn nhìn ngươi bình thường yêu đương muốn nhìn ngươi cưới vợ sinh con nhưng là, này đó mụ mụ đều không thể cho ngươi, Lạc Đông, ngươi biết không? Không. Phải muốn ăn Tết, hôm nay chính là giao thừa, hôm nay là trừ tịch ô. Ô ô, Vương Thiến Thiến nghẹn ngào thanh âm ở Thái Sơn thượng gió lạnh bên trong gào thét mà. Qua, mụ mụ thực xin lỗi ngươi, hài tử, mụ mụ nghĩ nhiều cho ngươi một cái bình thường gia đình. Cho ngươi một cái bình thường nhân sinh, nghĩ nhiều ngươi có thể bình an vượt qua cả đời này cho dù là liền này một đời, đáng tiếc, những lời này, ngươi nghe không được, ngươi. Còn có cái gì tưởng nói? Vương Thiến Tiến nhìn Lạc Đông, cùng. Người giống nhau, Lạc Trần, thực xin lỗi, lão tử tận lực, nhưng là, thực xin lỗi, lão. Tử không thể mềm lòng, không thể làm ngươi sống sót. Lạc Đông trong mắt cũng phiên nổi lên nước mắt, hắn nắm tay bị hắn niết ca băng rung động, nếu. Còn có cơ hội, sủi cảo nhất định cho ngươi bổ thượng, giờ phút này lạc đông cùng vương thiến thiến ở dần dần thạch hóa, nguyên thần muốn tiêu tán. Thần cách muốn tan vỡ, lạc đông, ta thật sự liến tiếc hắn, ta. Liền một đốn hảo cơm đều không có cho hắn làm, hắn. Muốn ăn đốn sủi cảo chúng ta đều làm không được, làm không được, đơn. Giản như vậy yêu cầu đều làm không được, hắn. Có thể hay không một người cảm thấy thực cô độc, lẻ loi một người tới. Sau đó lẻ loi một người đi vương thiến thiến thanh âm dần dần đạm đi hắn một người đi hảo cô độc hôm nay là trừ tịch nhà người khác tiểu hài tử đều có cha mẹ bồi nhưng là hắn không có hắn một người hắn lẻ loi một người đi rồi lạc đông ô ô ô ta giống như nghe được hắn kêu chúng ta vương thiến thiến người nghe là hắn ở kêu chúng ta vương thiến thiến người nghe được sao hai tôn thạch hóa pho tượng đứng sừng sững ở thái sơn bên trong hoàng hốt chung Tựa hồ có như vậy, một thanh âm ở vang lên, "Ba, mẹ." Chương 3088 lại thấy ánh mặt trời. Chương 3088 lại thấy ánh mặt trời trầu này sủi cảo trước sau không có ăn thượng vạn ra đèn đuốc. Sáng trưng, nhưng là không có một chản là thuộc về Lạc Trần về chỗ, trên đường người rất nhiều. Có ra tới chơi, cũng có cảnh tượng vội vàng về nhà đoàn tụ, Lạc Trần đi tới đi tới. Bỗng nhiên dâng lên một đạo bất an cảm. Đó là quên đi quá khứ một loại bản năng cảm tình bạo phát, hắn tưởng Lạc Đông, tưởng Vương Thiến. Thiến, hắn tưởng quay đầu lại, đây là chân chính dung hợp vào cái này thân phận. Chân chính có cái này thân phận cảm tình, này cũng đại biểu cho Lạc Trần giờ khắc này. Rốt cuộc Trầm Luân hoàn toàn dung nhập vào thế giới này. Hoàn toàn thần phục với cái này thân phận, nhưng là Hắn thọ mệnh gần, hắn sắp chết đi, trái tim nhảy lên càng ngày càng gian nan. Lạc Trần đi tới đi tới, mồ hôi ướt đẫm, bao phủ ở xuyên tây xương mù ở tan đi. Theo Vương Thiến Thiến cùng Lạc Đông rời đi, bọn họ bảo hộ cái chắn cũng tại đây một khắc hỏng mất toàn bộ xuyên tây. Tại đây một khắc bại lộ ở chư thần trước mặt từng đạo sắc bén ánh mắt. Từng đạo đáng sợ khí thế đều nhìn về phía Lạc Trần nơi này, rất nhiều năm trước. Thiên Vương một đạo thần niệm tiến vào quá, lúc ấy Thiên Vương báo cho chúng thần tương lai sẽ có một người đánh vỡ thiên mệnh, lúc ấy. Chính là chư thần rời đi cơ hội, chư thần vẫn luôn đang đợi, chờ người kia xuất hiện. Đó là một cái tiên đoán, nhưng là đánh vỡ thiên mệnh, vạch trần phong thần bảng. Này dữ dội gian nan, bởi vì chư thần chiến lực bị áp chế, chư thần đều làm không được, nhưng là... Vì không cho loại chuyện này phát sinh. Vương Thiến Thiến cùng Lạc Đông vẫn là chấn thủ trong thiên địa, bọn họ muốn chấn thủ bởi vì chư thần một khi trở về táng tiên tinh, như vậy phong thần một trận chiến. Kỳ thật liền không hề ý nghĩa, còn thiên địa với người cũng chỉ là một cái chê cười, cho nên. Mấy năm nay, Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến vẫn luôn ở chấn thủ. Chỉ là Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến không nghĩ tới chính là, người kia, cư nhiên là Lạc Trần. Là bọn họ luân hồi thân nhi tử, vì đại nghĩa, bọn họ không thể làm Lạc Trần thành công. Bởi vì Lạc Trần thành công này đây đánh vỡ phong thần bảng cân bằng vì đại giới, những cái đó ở. Phong thần một trận chiến chết đi người. Người vương vì còn thiên địa với người sở trả giá đại giới, một cái cá nhân gian đế vương. Một đám chết đi tiền bối, không thể bạch chết. Đây là lý, đây là đại nghĩa, nhưng là từ cảm tình đi lên nói. Lạc Trần là Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến tán thành hai tử, Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến. Với tình đối đãi chính mình hai tử. Ai hy vọng chính mình hài tử không có tương lai, ai lại hy vọng chính mình hài tử chỉ có thể sống 20 tuổi, cho nên Vương Thiến Thiến cùng Lạc Đông một phương diện muốn ngăn trở chứ? Thần đi trợ giúp Lạc Trần đánh vỡ Thiên Đạo, một phương diện. Lại yêu cầu đối mặt nội tâm ái náy cùng khiển trách bởi vì bọn họ làm như vậy. Không khác là chặt đứt Lạc Trần sinh lộ, cho nên bọn họ mang theo ái náy rời đi, cho nên bọn họ mang theo không cam lòng rời đi tựa như lạc đông nói như vậy tiếp theo đi tiếp theo sủi cảo nhất định cấp lạc trần bổ thượng bởi vì lúc này đây này một đời lạc đông làm không được bọn họ yêu thích lạc trần nhưng là lại không thể làm lạc trần trở thành tai họa chư thần ánh mắt rơi xuống cơ hồ xuyên thủng lạc trần thân thể hết thảy tình huống lạc trần khóe miệng chảy xuôi ra máu tươi lẻ loi một người đi ở trên đường cái không biết khi nào trên đường cái đã không có người, dẫm lên thật dày tiết đọng. Lạc Trần độc thân lên đường, con đường phía trước từ từ. Nhưng là phía trước tựa hồ không có cuối. Lạc Trần đi không đến trung điểm, Lạc Trần lảo đảo đi trước. Lại làm chư thần thất vọng rồi, bởi vì sinh cơ đã chặt đứt, đã chậm, đây là mệnh số, chư thần cũng. Làm không đến khởi tử hồi sinh, rốt cuộc đó là mệnh số, vốn dĩ có cơ hội cứu trị Lạc Trần. Nhưng là mệnh số chính là như vậy, kia một bữa cơm chặt đứt Lạc Trần Sinh Cơ, Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến cho Lạc Trần sinh mệnh. Nhưng là Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến cũng mang đi Lạc Trần Sinh Cơ, bọn họ không nợ toàn thế. Giới, duy nhất thiếu cũng chỉ có Lạc Trần, Chư thần bắt đầu tan đi, bởi vì không cần chờ đợi. Người này đã bước vào tử vong, thất bại. Chư thần tan cuộc thuyết minh hết thảy đã chú định, hoặc là thiên mệnh thủ đoạn thực thông. Minh, ngàn tính vạn tính, đó chính là tính lậu một chút, Lạc Trần Sinh Cơ cùng sinh mệnh là Vương thiến thiến cùng lạc đông cấp, cái này luân hồi thân là thuộc về hai vị này, lấy đi này sinh cơ. Cũng là hai vị này, đây là mệnh, thiên mệnh, lạc trần trước mắt có chút biến thành màu đen. Bắt đầu không ngừng lập lè cả đời này quá vãng, từ người một nhà ăn kia đốn cái lẩu bắt đầu. Mãi cho đến ở tiệm cơm làm việc, sau đó lại đến giờ sau hết thảy. Từng màn đều ở lóe hồi, sau đó từng màn ở đi xa, mơ hồ bên trong. Lạc Trần trong mắt thấy được Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến ở phía trước cùng hắn vẫy tay, tựa Hồ ở làm hắn qua đi, Lạc Trần đã dung nhập cho nên rất tưởng niệm bọn họ. Gian nan là hoạt động bước chân, Lạc Trần đi bước một hướng bọn họ đi đến, chỉ là đi tới đi tới, Lạc Trần cười, ba người sóng vai đi trước, Lạc Trần thành giờ sau Lạc Trần. Một tả một hữu Vương Thiến Thiến cùng Lạc Đông nắm Lạc Trần tay. Muốn mang Lạc Trần cũng rời đi, chúng ta đi nơi nào? Lạc Trần hỏi về nhà. Lạc Đông mở miệng nói về nhà cho ngươi làm sủi cảo. Vương Thiến Thiến cười sủi cảo sao? Lạc Trần cúi đầu. Sau đó Lạc Trần không đi rồi. Làm sao vậy? Lần sau đi. Lần sau đem sủi cảo cho ta bổ thượng. Lạc Trần mở miệng nói. Sau đó tránh ra. Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến tay vì cái gì? Bởi vì các ngươi sau này xem. Lạc Trần mở miệng nói. Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến không có quay đầu lại, nhưng là, lạc trần phía sau lại xuất hiện một đám thân ảnh, một cái cá nhân ảnh. Có người tới đón ta. Lạc trần khóe miệng hiện lên một nụ cười, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, này. Liếc mắt một cái, trong thiên địa lôi quang đại tác phẩm, này liếc mắt một cái, trong thiên địa. Như là ở tụ lại vô tận lực lượng, ở lạc trần đỉnh đầu không chung bên trong. Hết thảy đều nháy mắt bắt đầu biến hóa, lạc đông cùng vương thiến thiến giờ khắc này cũng hóa thành lôi đình, kia nơi nào là vương thiến thiến cùng lạc đông, kia bất quá là cái gọi. Là thiên mệnh lực lượng, chư thần rời đi bước chân bỗng dưng một đốn, bởi vì giờ khắc này, lạc. Trần kia đã đình chỉ tim đập, bắt đầu nhẹ nhàng run lên, đứng ở tiết địa bên trong lạc trần giờ. Khắc này mở mắt, sao có thể, lạc đông cùng vương thiến thiến rõ ràng đã cướp đi hắn sinh cơ. Chư thần giờ phút này có thần linh lộ ra khó hiểu chi sắc không? không có sai rồi toàn sai rồi chư thần bên trong có người mở miệng nói vương thiến thiến cùng lạc đông không có làm như vậy đó là biểu hiện giả dối vì cái gì bởi vì người lạc đông cùng vương thiến thiến tán thành hắn cho nên lạc đông cùng vương thiến thiến cũng rút đi thần tính có nhân tính bởi vì cảm tình cho nên lạc đông cùng vương thiến thiến phản bội thế giới này có thần linh kinh ngạc nói hảo ha 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 chỉ cần hắn nghịch thiên mà đi chỉ cần hắn sửa mệnh, hắn liền sẽ làm phong thần bằng cân bằng bị đánh vỡ cân. Bằng bị đánh vỡ là lúc chính là người ta lại thấy ánh mặt trời là lúc. Có thần linh phát ra cười to. Chương 3089 phong ấn buông lỏng. Thiên mệnh lợi dụng lạc đông cùng vương thiến thiến thân phận bởi vì bọn họ bản thân chính là người thủ hộ, không nên phản bội mới đúng. Cho dù là thân thủ giết lạc trần, nhưng là thiên mệnh cũng xem nhẹ một chút, lạc đông cùng vương. Thiến Thiến tuy rằng không có thân thủ giết chết, nhưng là phía trước kia một ngàn cái luân hồi già, lại ở không quan tâm bên trong đã chết mà lạc trần không giống nhau, lạc trần nghịch thiên sửa mệnh từ sinh ra kia một khắc liền bắt đầu lạc trần không có dựa theo kịch bản viết như vậy, mang theo oán hận, mang theo căm hận cùng lạc đông cùng Vương Thiến Thiến ở chung, lạc trần lấy ơn báo oán là lạc trần thiện lương cho phép nhưng là cũng lạc trần nghịch thiên sửa mệnh, lạc đông cùng vương thiến thiến đích xác không có. Quản lạc trần vẫn là làm lạc trần tự thân tự diệt, nhưng là... Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến cũng cho Lạc Trần cơ hội, Lạc Đông không có đi làm kia một đốn. Sủi cảo cấp Lạc Trần ăn, bởi vì kia đốn sủi cảo mới là bọn họ nên đoạn tuyệt sinh cơ thời. Điểm, giống như là ăn cơm thời điểm. Cái kia tiểu hài tử muốn ăn hồng canh mau bụng giống nhau, Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến giống nhau, tuy rằng không cho phép, nhưng là bọn họ trộm cho lạc trần sinh cơ, cái kia mẫu thân vì. Cái gì thượng WC, chính là vì làm hài tử phụ thân trộm cấp hài tử ăn hồng canh mau bụng, mà lạc. Đông cùng vương thiến thiến cũng là như thế này, không cho ăn là đạo lý, trộm cấp ăn là yêu. Thương, bọn họ ở cuối cùng vốn nên đoạn tuyệt lạc trần sinh cơ thời điểm. Lại lựa chọn trộm cấp cái này thân phận lạc trần rót vào sinh cơ, lạc trần vốn dĩ sinh cơ bản thân không quá nhiều, vừa vặn cùng tử vong ngang hàng. Giống như là cân bằng thiên bình giống nhau, lạc đông cùng vương thiến thiến kia một chút xinh. Cơ tựa như một cọng lông vũ giống nhau nhẹ. Nhưng là đánh vỡ cái này cân bằng đủ để, đây là cha mẹ, giờ khác này lạc trần bỗng dưng mở mắt. Từng màn đánh úp lại, chân chính lạc trần tại đây một khắc thức tỉnh, ba năm, này ba năm. Nếu chư thần tới trợ giúp lạc trần nói kỳ thật cuối cùng Lạc Trần ngược lại sống không được tới, bởi vì ngay từ đầu liền không thể có ngoại lực cho nên Lạc Trần ở cuối cùng thời điểm liền rút đi ý chí của mình. Phong ấn chính mình ký ức, Lạc Trần tự thân đều không có sử dụng bất luận cái gì ngoại lực mà. Này vừa vặn chạm vào cân bằng. Nhưng là, Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến không phải ngoại lực. Bởi vì cái này luân hồi thân sinh mệnh vốn chính là bọn họ cấp giờ khác này. Lạc Trần cũng có chút kinh ngạc bởi vì trong thân thể hắn còn có một cái khác cổ lực lượng, kia cổ lực lượng. Vẫn luôn ở bảo hộ hắn, kia lực lượng vận mệnh chú định đến từ Thái Sơn. Đến từ kia hai tôn tượng đá, răng rắc tượng đá vỡ vụn, giờ khắc này. Hóa thành thạch đôi, lạc trần trong cơ thể sinh cơ ở vận chuyển, giờ khắc này. Lạc trần nghĩ tới vương thiến thiến kia lần lượt thiêu hồ cháy đen đồ ăn, kia không phải đồ. Ăn, đó là cố ý thiêu hồ bởi vì đó là dược, cháy đen hồ vị bản thân chính là khổ. Cho nên đã che giấu dược vị, đó là cho hắn ăn dược, lúc ấy. Vương Thiến Thiến cũng đã lặng lẽ động lòng chắc ẩn, Lạc Đông biết. Thậm chí còn nhắc nhở quá Vương Thiến Thiến, nhưng là không có chọc thủng Vương Thiến Thiến, tựa. Như cái kia mẫu thân cố ý thượng WC giống nhau. Chính là vì hài tử phụ thân có cơ hội cấp hài tử ăn hồng canh mau bụng, giờ khác này. Lạc Trần hít sâu một hơi, bởi vì nay phân ân tình cùng nhân quả lúc này đây kết có điểm lớn, Lạc Trần thật không có nghĩ tới, Vương Thiến Thiến cùng Lạc Đông sẽ giúp hắn, cho nên Lạc Trần chính mình chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau, nhưng là hiện giờ cái này chuẩn bị ở sau. Không dùng được kia biển rộng biên đánh chỉ còn lại có nguyên thần Dương Tiễn kinh ngạc tại. Sao lại như vậy, bọn họ hai cái cư nhiên trong lén lút phản bội không? phải phản bội đây là thuộc về người lựa chọn người làm người chẳng lẽ không hiểu người khi nào giảng quá đạo lý giảng đạo lý đó là thần tính lý tính này hai vợ chồng đã thành nhân bọn họ giảng chính là cảm tình kia hư ảo thân ảnh thở dài nói đúng vậy người sở dĩ là người là bởi vì người giảng cảm tình kia bọn họ không sợ thế giới hỏng mất ha 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 bọn họ tin tưởng bọn họ hai tử sẽ làm ra chính xác lựa chọn bọn họ tin tưởng chính mình hai tử cho nên kia ba năm cũng là cho đứa bé kia chân chính năm tháng tĩnh hảo chư thần không có cách nào đi quấy dày bọn họ hai tử chỉ là đại giới có điểm đại bọn họ vĩnh đoạn luân hồi tin tưởng lạc trần đây là vương thiến thiến cùng lạc đông cấp ra đáp án bọn họ không có thực chất trợ giúp lạc trần nhưng là bọn họ cho lạc trần ái cùng cơ hội bọn họ chỉ là không có thực hiện người thủ hộ cuối cùng chức trách Cấp Lạc Trần kia một đòn chí mạng mà thôi, mà Lạc Trần kỳ thật đã làm tốt nghênh đón Vương Thiến. Thiến cùng Lạc Đông cho chính mình kia một đòn chí mạng cơ hội này. Lạc Trần có chút kinh ngạc, hơn nữa bởi vì là luân hồi thân, Lạc Trần có thể cảm giác được. Nội tâm có một cổ thương cảm hiện lên, một giọt nước mắt không biết khi nào xẹt qua Lạc Trần. Gương mặt Lạc Trần chính mình kinh ngạc dùng ngón tay chạm đến kia một giọt nước mắt là đông, lạc dương húc, mặt trời mới mọc chính là phía đông sinh ra thái dương, sủi cảo. Giờ khác này, lạc trần chính mình đều có chút nghi hoặc bởi vì cái kia đại tuyết đêm bên trong. Ai cũng vặn không khai lạc dương húc trong tay sủi cảo, cái kia gắt gao nắm tay. Chỉ có lạc trần có thể vặn bung ra, lạc đông nói, tiếp theo hạ. Lần sau nhất định đem sủi cảo bổ thượng, trong thiên địa ở lật, bởi vì giờ khác này. Lạc trần tràn đầy sinh cơ bắt đầu phản phệ, trong thiên địa hết thảy đều như là muốn băng nát. Giống nhau, an tĩnh ở nơi đó câu cá cái kia thần niệm. Giờ phút này bắt đầu một trận vạn vẹo cùng dao động. Như là tín hiệu không hảo giống nhau tivi hình ảnh xuất hiện vạn vẹo, phong thần bàng. Giờ khác này đích xác buông lỏng, trong thiên địa lực lượng ở cuốn trở về. Thế giới bắt đầu xuất hiện dao động, một cái Âu Mỹ dưỡng hoa cụ ông bỗng nhiên trong mắt lôi điện đại tác phẩm, như là muốn thức tỉnh giống nhau, một cái khác phương hướng. Một cái nam tử bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trong cơ thể có thần lực ở thức tỉnh rồi, giờ phút này thần lực bắt đầu thức tỉnh rồi. Tuy rằng không có bùng nổ, nhưng là tựa hồ rất nhiều người đều ở luân hồi bên trong muốn thức. Tỉnh, mà những cái đó nguyên bản liền thức tỉnh thần linh phát ra hoan hô, bởi vì... Cơ hội tới, hương quá hư thần niệm giờ khắc này ở ảm đạm. Bảo hộ thế giới này lực lượng ở suy yếu, bởi vì Lạc Trần trong cơ thể lực lượng ở hấp thu thế. Giới này lực lượng đó là nghịch thiên sửa mệnh mang đến chỗ tốt. Nhưng là đối với phong thần bảng thế giới mà nói, đây là tai nạn, bởi vì phong thần bảng xây dựng thế giới lực lượng tại đây một khắc mất đi cân. Bằng ở dần dần suy yếu, giờ khắc này, rất nhiều người ngơ ngẩn nhìn này hết thảy, thế giới bắt đầu sinh ra linh khí gió lốc giống nhau, đặc biệt là lạc trần phụ cận hết thảy. Cơ hồ nháy mắt hư không rách nát, lạc trần chu vi vòng quanh rất nhiều đã rách nát hư không, bởi vì lạc trần đích xác đã sửa mệnh thành công, giờ khác này. Hắn đã qua 20 tuổi, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu. Dọi ở lạc trần trên người, một viên mặt trời mới mọc ở phía đông từ từ dâng lên. Đó là tân sinh, toàn bộ thế giới nháy mắt náo nhiệt đi lên, nhưng là... Lạc Trần an tĩnh đứng ở nơi đó, Lạc Trần phía trước không quá tán thành. Nhân quả cũng sẽ không thêm thân. Đó là hắn phân rõ ràng Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến là ai, nhưng là hiện tại Lạc Đông. Lạc Dương Húc sủi cảo, làm Lạc Trần có chút mơ hồ, cho nên Lạc Trần hiện tại chỉ quan tâm một việc, đó chính là Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến thế nào. Chương 3090 phá phong. Lạc Trần bên người thế giới ở sụp đổ cảnh này khiến hắn bên người thế giới như là tùy thời có thể đi ra ngoài giống nhau bởi vì đây là một cái nghịch thiên sửa mệnh người hơn nữa đây là lạc vô cực làm được cũng là lạc đông cùng vương thiến thiến trợ giúp dưới cộng đồng làm được lạc đông cùng vương thiến thiến kỳ thật hai cái đều giúp một cái là người thủ hộ một cái là lạc trần chỉ là bọn hắn cho lạc trần nếu lạc trần một hai phải nghịch thiên sửa mệnh như vậy cũng sẽ thành toàn lạc trần cho nên Lúc này đây, phong thần bảng cái này phá động xuất hiện, kia thổi quét trong thiên địa gió lốc. Trước sau ấp ủ ở lạc trần trên đỉnh đầu không, lạc trần bốn phía có một đám rách nát động cùng. Cái khe quay chung quanh ở hắn bên người, lạc trần ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, tiêu độ. Lạc trần đột nhiên một tiếng kêu gọi, ầm vang, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp tạp dừng ở đại địa thượng, lão sư, đệ tử ở, lạc đông cùng vương thiến thiến đâu lạc trần hỏi lời này làm tiêu độ vô pháp trả lời bởi vì mấy năm nay hắn cũng không có ở xuyên tây hắn ở bên ngoài cho nên hắn biết hắn biết lạc đông cùng vương thiến thiến làm cái gì cũng biết lạc đông cùng vương thiến thiến ở nơi nào đương nhiên cũng bao gồm kết quả nói lạc trần ngữ khí bên trong mang theo băng hàn thập phần đáng sợ bọn họ vì cấp vì cấp lão sư ngươi ba năm hòa bình phong tỏa toàn bộ xuyên tây một mình ở Thái Sơn nghênh chiến chư thần, đã chết trận. Tiêu độ thấp giọng mở miệng nói, ầm vang, chết trận, chết trận, lạc. Trần trong mắt đột nhiên xuất hiện bạo ngược. Sau đó bốn phía hơi thở càng thêm cuồng bạo, sau đó nhìn về phía Thái Sơn bên kia, giờ khắc này. Thế giới hỏng mất, thế gian hết thảy chấn động, kia gió lốc, kia phá động. Đám kia thần gào thét tự hồ đều không quan trọng, lạc trần tự hồ đều nghe không được. Lạc Trần một bước bán ra, đã đi tới Thái Sơn dưới chân, nhìn kia quen thuộc lại xa lạ Thái Sơn, Thái Sơn, giờ khắc này Lạc Trần trước mắt tối sầm. Thậm chí có chút đứng thẳng không xong, bọn họ vì cái gì muốn giúp chính mình, cái này đáp án. Ai đều rõ ràng, đó chính là bọn họ thật sự đem chính mình coi như bọn họ nhi tử. Thân sinh nhi tử, cho nên bọn họ mới có thể giúp Lạc Trần, Lạc Trần trong lòng biết lạc trần chậm rãi nâng lên bước chân có chút không dám lên rồi bởi vì hắn sợ đối mặt kia hết thảy nhưng là lạc trần vẫn là đi lên đi đi bước một đi thực chậm chạp đi có chút thất hồn lạc phách thẳng đến thẳng đến lạc trần mất mắt đứng ở kia một đống đá vụn trước mặt lạc đông vương thiến thiến lạc trần nhẹ giọng kêu gọi nói nhưng là nơi đó chỉ có một đống lạnh băng hòn đá phong tiết tới thổi tịch mà xuống làm những cái đó đá vụn khối lây dính thượng phong tuyết. Cũng làm Lạc Trần ký ức lại lần nữa kéo về tới rồi kiếp trước, kiếp trước thời điểm. Lạc Trần cuộn tròn ở cái kia đống rác ta chạm vào bên trong, đồng dạng là giao thừa. Đồng dạng đang chờ đợi, mang điểm sủi cảo trở về, kết quả sủi cảo đã trở lại, lạnh băng sủi cảo. Còn có lạnh băng như là cục đá giống nhau Lạc Dương hút thi thể, Lạc Trần có chút không thể tin được đôi tay có chút run rẩy rũi hướng về phía những cái đó thạch đôi lạc trần vươn tay từng khối từng khối ở khâu nhưng là những cái đó hòn đá đã vỡ vụn căn bản vô pháp khâu nguyên thần không còn nữa thần cách tan vỡ lạc đông vương thiến thiến các ngươi ở nơi nào lạc trần đột nhiên gầm lên giận dữ nhưng là chống trải thái sơn đỉnh không hề thanh âm không hề phản ứng hết thảy đều thực lạnh băng kia lạnh băng như là đặt mình trong địa ngục bên trong giống nhau hai người kia thực hồ đồ không có bao lớn trí tuệ ít nhất lạc đông cùng vương thiến thiến thoạt nhìn là cái dạng này nhưng là bọn họ có lẽ ngu muội có lẽ ngu xuẩn có lẽ không thế nào thông tình đạt lý có lẽ không thế nào thông minh bộ dáng bọn họ vụng về chiếu cố vừa mới sinh ra lạc trần bọn họ vụng về làm hết thảy tỉ như uy cơm thời điểm hướng lạc trần trong lỗ mũi uy tỉ như rào sữa bột thời điểm, rào thành từng khối từng khối cháo, bọn họ tận lực, nhưng là bọn. Họ, thật là làm cha mẹ, cái này thế gian có rất nhiều cảm tình, tỉ như hữu nghị, tình yêu. Nhưng là thế gian này có một loại cảm tình là thân tình, thân tình là dễ dàng nhất bị xem nhẹ. Nhưng là thân tình cũng là dài nhất tình cảm tình, bởi vì bằng hữu sẽ đi lạc. Tình yêu có đôi khi sẽ chia tay, sẽ ly tán thành người xa lạ, duy độc thân tình từ sinh ra kia một khắc bắt đầu liền cùng với một người cả đời vô luận ngươi thừa nhận cùng không đều là hai tử cha mẹ đều là cha mẹ con cái cái này thân phận trốn không thoát sự thật này thay đổi không được mà chống rỗng thái sơn đỉnh nơi đó không có người trả lời chỉ có gào thét tiếng gió có lẽ vương thiến thiến cùng lạc đông ngay từ đầu làm cũng không nhiều làm cũng không tốt nhưng là này ba năm bọn họ làm cũng đã đủ nhiều lấy bọn họ năng lực ngăn trở chư thần 3 năm thời gian, này thật là cực hạn bên trong cực. Hạn, thậm chí từ bỏ luân hồi cơ hội, không tiếc bị thương căn nguyên, diệt nguyên thần. Vỡ vụn thần cách cũng muốn ngăn trở, đây là liều mạng, bọn họ liều mạng nguyên nhân. Chỉ là bởi vì lạc trần. Cấp lạc trần 3 năm hòa bình thời gian, này không cần đi dùng vĩ đại tân trang. Này chỉ là làm cha mẹ một cái bản năng mà thôi, lạc trần nhìn trước mắt thạch đôi bốn phía trong hư không giờ phút này từng đạo thân ảnh đã hiện lên bọn họ tới bọn họ muốn từ lạc trần bên người trên đỉnh đầu trống không lốc xoáy bên trong đi ra ngoài đó là chư thần bọn họ không thèm để ý cái này bọn họ chỉ để ý bọn họ có thể hay không đi ra ngoài mà lạc trần đứng ở thái sơn đỉnh trước sau không đi để ý này đó có thần linh lao ra đi ngay sau đó táng tiên tinh không chung bên trong đó là từng đạo đáng sợ hoành quang hiện hóa trong thiên địa sông hằng bạn ở chấn động Olympus sơn đang run rẩy sông Nin bạn kim tự tháp ở phát ra lóa mắt quang mang cũng tại đây một khắc táng tiên tinh các đại cấm địa nội bỗng dưng bộc phát ra tới đáng sợ hơi thở mà táng tiên tinh không chung bên trong kia thật lớn cầu vòng bên trong một cái mơ hồ thân ảnh hiện lên rốt cuộc rốt cuộc trở về ân hắn thật sâu hít một hơi chân thật hơi thở chân thật hương vị đã lâu ta táng tiên tinh cái kia thần linh ngạo nghễ mở miệng nói toàn cầu hiện ra tới từng đạo cái khe kia từng đạo cao lớn hư ảnh ngang dọc trong thiên địa bọn họ ở đem hết toàn lực từ phong thần bảng kia thật lớn lốc xoáy bên trong tránh thoát bọn họ thân ảnh như là lâm vào đầm lầy bên trong nhưng là bọn họ có thể đi ra ngoài bọn họ chỉ cần đem kia như vũng bùn cùng đầm lầy giống nhau lốc xoáy tránh thoát, bọn họ liền chân chính tự do, ha ha ha, bổn. Tọa rốt cuộc đã trở lại, bổn tọa rốt cuộc, rốt cuộc, có thể lại lần nữa đến nhân gian, run. Dày đi, thần phục đi, chuộc tội đi, con kiến nhân tộc, đáng thương các phàm nhân, lạc. Đông, vương thiến thiến, lạc trần vẫn là ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn trước mắt thạch đôi, nhưng là, vô luận hắn như thế nào kêu gọi. Nơi đó chỉ có lạnh băng thạch đôi, nơi đó, chỉ có cục đá, thế gian này. Không còn có cái gọi là Lạc Đông. Vương Thiến Thiến vô luận đi đến bất cứ một chỗ tựa hồ đều tìm không thấy kiếp trước. Cái kia giao thừa Lạc Dương Húc, cái kia trước khi chết bắt lấy sủi cảo chính là ngươi sao? Lạc Đông, là ngươi tới thực hiện hứa hẹn, tới còn kia một đốn sủi cảo sao? Chương 3091 này một ván. Chương 3091 này một ván kiếp trước, Lạc Trần thân bị trọng thương nằm ở kia lạnh băng hồ nước bên trong, máu tươi ở không ngừng giàn ruộng, trên không. Đầy trời chư địch, lúc ấy, Lạc Trần có chút tiếc nuối. Bởi vì những cái đó đầy trời địch nhân đều là con cháu tam đại cùng nhau thượng, Lạc Trần như là một cô nhi giống nhau nằm ở nơi đó, phụ thân hắn chết đi, hắn mẫu thân. Hắn không biết ở nơi nào, có lẽ đã sớm đã chết, hắn chỉ có một người, lẻ loi một người đối mặt người khác ác ý đó là một loại chua sót cùng vô lực bởi vì cho dù là một câu duy trì cùng cổ vũ nói đều chưa từng có mà cái này lạc trần đã từng xem nhẹ tiếc nuối giờ khác này tựa hồ không tồn tại bởi vì kia thạch đôi bên trong là kiên định bảo hộ ba năm trong hư không kia một đám gào thét mà lại cuồng vọng thanh âm tiếp tục ở vang lên đàn thần giờ phút này hưng phấn không thôi vui vẻ không thôi bọn họ rốt cuộc mong đến cái này cơ hội từng tiếng bừa bãi thanh âm tại đây thế gian quanh quẩn đàn thần loạn vũ cái này làm cho lạc trần mày nhăn lại hắn chỉ nghĩ an tĩnh đứng ở chỗ này bồi lạc đông cùng vương thiến thiến hảo xảo các ngươi sẽ ngại bọn họ xảo đi lạc trần nỉ non nói các ngươi an tĩnh điểm lạc trần mở miệng hướng về trên đỉnh đầu không mở miệng nói nhưng là đó là chư thần lại là cái này bị phong ấn lâu như vậy cơ hội, bọn họ như thế nào sẽ nghe, cho nên. Kia từng tiếng tiếng hô, kia từng đạo càn rỡ thanh âm, tiếp tục ở ta. Nói, đều cấp lão tử an tĩnh một chút. Giờ khắc này lạc trần bỗng dưng một tiếng quát lớn, này một tiếng, vượt qua trong thiên địa. Thanh âm không chỉ có ở thế giới này quanh quẩn, thậm chí xuyên thấu phá động. Ngay cả toàn bộ táng tiên tinh đều nghe rành mạch phong thần bảng nội áp chế thần linh lực lượng giờ phút này không giảm phản tăng, đây là tiểu trần, ai? Đem hắn chọc giận, bàn long loan bên kia, lạc phụ. Lạc dương húc cái thứ nhất nghe ra tới, bởi vì đó là con của hắn. Hắn tự nhiên có thể phân biệt ra tới, mà này một tiếng. Đích xác làm lạc trần trên không chư thần đều chú ý tới lạc trần, nhưng là... Bọn họ gần chỉ là nhìn thoáng qua, liền không hề để ý tới, Karuda mở ra kia khổng lồ thần cánh tiếp tục ở trượt bởi vì xuất khẩu liền ở trước mắt thậm chí táng tiên tinh bên kia đã có mấy cái thần linh dò ra thân mình bọn họ từng ngụm từng ngụm hút kia táng tiên tinh không khí thật là mỹ diệu a đã bao nhiêu năm vẫn là không có thay đổi mà thái sơn đỉnh lạc trần tự nhiên cũng đã nhận ra một màn này lạc trần nhu hòa mở miệng nói các người từ từ ta ta đi làm cho bọn họ an tĩnh lại chờ ta lạc trần nhéo nắm tay toàn bộ thân hình ức chế không được run dày sau đó dầm đáng sợ hơi thở ở lạc trần trong cơ thể thức tỉnh ở lạc trần thân thể bên ngoài thân bạo phát như là cuốn động sa mỏng một tầng tầng quấn quanh lạc trần như là từng đạo đáng sợ hơi thở đông đông đó là trái tim nhảy lên thanh âm đó là nhân thể nội kia nhất hữu lực nội tạng nó ở nhảy lên nó ở bình thường nhảy lên cũng liền lúc này lạc trần bỗng dưng ngẩng đầu này liếc mắt một cái làm đàn thần đột nhiên cả kinh bởi vì kia cổ hơi thở thật là đáng sợ nhưng là bọn họ không sợ bởi vì chỉ cần bọn họ đi ra ngoài như vậy bọn họ liền sẽ khôi phục nguyên bản thực lực đến lúc đó liền tính khương quá hư trên đời cũng không thấy đến có thể lần thứ hai phong ấn bọn họ nhưng là liền ở bọn họ cuồng hoan bên trong liền ở có bốn năm cái thần linh đã đi ra ngoài táng tiên tinh bên trong lạc trần thân ảnh xuyên thấu đi ra ngoài chỉ là một quyền đông kia mấy cái thần linh thân hình bỗng dưng đảo cuốn lại lần nữa bị lạc trần một quyền tạp trở về phong thần bảng thế giới bên trong mà lạc trần tay trái tay phải nhéo hai cái thần linh tự lốc xoáy bên trong bước ra sau đó hung hăng nhéo ầm vang thần cách tan vỡ Nguyên thần tan vỡ, giờ khắc này bọn họ, đầu bị lạc trần như là niết dưa hấu giống nhau bóp nát. Người muốn ngăn trở chúng ta. Garuda mở ra thần cánh, đàn thần vô địch quá nhiều, rậm rạp. Đem lạc trần vây quanh, lạc trần tựa hồ không quan tâm rốt cuộc có bao nhiêu đại địch. Có bao nhiêu thần linh, không chung bên trong, nhân đà la chi thể nhắm ngay hắn, bắn nhanh tới. Cuốn động trong thiên địa, cơ hồ làm lạc trần bên người hư không vặn vẹo, kia từng đạo đáng sợ, Hơi thở bỗng nhiên bùng nổ, từng đôi sắc bén ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Lạc Trần, bọn họ cần thiết muốn tới Lạc Trần nơi này tới, bởi vì cái khe ở Lạc Trần bên người, nhưng là giờ khắc này, Lạc Trần trong mắt chỉ có màu đỏ tươi sát ý, nhìn già la lâu. Lạc Trần không có hoa hòe loè loẹt, không có cái loại này cho ngươi một cái mở ra sở trường cơ hội, Lạc Trần có. Chỉ là muốn đem này chụp lạn trên mặt đất cho nên Lạc Trần duỗi tay, sau đó giơ lên bàn tay, trong phút chốc tới tốc độ này. Garuda chấn động không thôi, bởi vì Lạc Trần cơ hồ là đồng bộ đến hắn trước mặt. Sau đó giơ lên bàn tay, ầm vang, loảng xoảng, cứng đối cứng, không có thuật pháp. Không có hoa lệ kỹ xảo, bởi vì đó là một cổ lửa giận, đó là hận ý, kia hơi thở. Làm Lạc Trần nội tâm áp chế hết thảy, cơ hồ như là núi lửa giống nhau nháy mắt bạo phát loảng xoảng như là kim thiết giao kích trực tiếp đánh nát Garuda nửa người. Trực tiếp đem hắn đánh quể oải không phấn chấn, hắn cái thế bất diệt kim thân. Giờ khắc này cơ hồ vỡ vụn, hắn kia đáng sợ thần lực, giờ khắc này như là giấy giống nhau. Nháy mắt rách nát, hắn máu tươi ràn rụa. Cao lớn thần cánh giờ khắc này trực tiếp bẻ gãy, cứng rắn lông chim, có thể so với thần kim. Có thể tua nhỏ hư không lông chim trực tiếp ở bay loạn, hắn ngạc nhiên, ngươi là nhân đạo đỉnh. Garuda kinh ngạc nói, nhưng là, Lạc Trần như là một cái trầm mặc đao phủ, không nói lời gì. Chỉ có an tĩnh, hơn nữa không có cấp Garuda lần thứ hai nói chuyện cơ hội. Trực tiếp một cái tát đánh, giờ khắc này, Lạc Trần trên người lực lượng. Là lôi cuốn phong thần bảng, phong thần bảng lực lượng ở cuồn cuộn không ngừng thêm vào lạc. Trần kia đáng sợ lực lượng, làm đàn thần lại lần nữa cảm nhận được gặp trúng kế, hắn không phải mang chúng ta đi ra ngoài, hắn là tới càng sâu trình tự phong ấn chúng ta. Có thần linh phản ứng lại đây, bởi vì Khương Quá Hư chỉ là thần niệm ở trấn áp, rốt cuộc không? Phải người sống, mà lạc trần người này nói đỉnh đâu, đó là người sống. Đó là sống, thiên vương cấp ra tin tức giả, đây mới là thiên vương mục đích, lạc trần tiến vào. Là tới đón thế Khương Quá Hư, giờ phút này phong thần bảng lực lượng cùng uy áp tại đây một khác cư nhiên nháy mắt bạo trướng, cư nhiên ở nháy mắt mở rộng, trực tiếp ở áp chế thần linh lực. Lượng nháy mắt lại lần nữa ngã xuống, sư thúc, người đã sớm biết. Giờ phút này kia biển rộng biên một cái khôi phục thân thể người mở miệng hỏi, ta. Căng không được bao lâu, cho nên cùng thiên vương cùng nhau làm một cái bộ, hắn. Nghịch thiên sửa mệnh, kỳ thật nghịch cũng là ta, phong. Thần bảng cần thiết muốn từ nhân đạo đỉnh tới chủ trì, thiên vương cùng kế hoạch của ta chính là làm một cái đặt chân nhân đạo đỉnh người tiến vào sau đó tới đón thay ta rốt cuộc ta đã chết ta thần niệm sớm hay muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn lúc ấy chư thần vẫn là sẽ rời đi hơn nữa nơi này còn phong ấn mặt khác đồ vật ta khống chế chính là nhất bên ngoài đại môn không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn chỉ là đáng tiếc tây vương cùng đông hoàng bọn họ tiếc nuối rời đi Chương 3092 sát cái thiên hoang địa lão. Chương 3092 sát cái thiên hoang địa lão này hết thảy, trung quy rốt cuộc. Chỉ là một cái cục, một cái thiên vương cùng khương quá hư bố cục vì chính là làm lạc trần tiến. Vào, sau đó tiếp trưởng phong thần bảng, ngày đó vương năm đó là như thế nào đi ra ngoài. Dương tiễn vẫn là khó hiểu, ai nói cho ngươi ra không được. Khương quá hư cười, ra, không được chỉ là bọn hắn, ta là trong cửa, tự nhiên có chìa khóa, ta muốn ai đi ra ngoài. Ai liền có thể đi ra ngoài. Khương quá hư cười, này tươi cười làm dương tiễn một trận ra đầu tê. Dạy, sư thúc vẫn là cái kia sư thúc, năm đó vừa thấy một cái bảy mươi nhiều lão nhân giống nhau. Thoạt nhìn gương mặt hiền từ, hiền lành như là cái người thành thật, sau lưng sao. Tâm hắc rất thủ đoạn không tàn nhẫn, chạm liền không đủ ổn, các người người trẻ tuổi a vẫn là quá tuổi trẻ muốn nhiều học học khương quá hư giáo dục nói có thể đi ra ngoài đó chính là trải qua khương quá hư đồng ý liền có thể đi ra ngoài nhưng là người bình thường nơi nào có thể được đến hắn đồng ý trừ phi là thiên vương loại này có đại mưu lược giả nhưng là thử hỏi phong thần bảng nội lại có mấy cái có thể có thể so với thiên vương thần ý tứ chính là hiện tại lạc vô cực tiếp trưởng phong thần bảng phong thần bảng phong ấn lực lượng chỉ biết càng cường đại là cái dạng này hơn nữa hiện tại ta rốt cuộc có thể rời đi quá mệt mỏi quá mệt mỏi khương quá hư thở dài nói kia phong ấn phong cũng hảo vẫn là sát cũng hảo từ hắn đi hiện tại thế giới này hắn định đoạt chúa tể chìm nổi một tay che trời hắn đó là thế giới này tân vương giờ phút này khủng bố lực lượng không ngừng bùng nổ phong thần bảng người thừa kế điều kiện quá hà khắc rồi cần thiết là có chút đặc thù nhân tài có thể vận dụng mới có thể đủ thi triển cũng mới có thể đủ trở thành này vật dẫn mà điều kiện này chính là năm đó người vương cũng không có thỏa mãn cổ kim nội ngoại sỏ xuyên qua trong thiên địa kỷ nguyên trước mắt đã biết cũng liền khương quá hư một người mà thôi mà hôm nay phong thần bảng muốn đổi chủ người kia chính là Lạc Trần, giờ phút này phong thần bảng lực lượng chút xuống mà xuống. Bộc phát ra tới càng thêm cuồng bạo cùng mãnh liệt sóng chiều. Như là bình tĩnh đã lâu biển rộng, bỗng nhiên sóng biển tề thiên. Bỗng nhiên bạo phát, giờ khắc này, phong thần bảng nội thần linh. Bọn họ lực lượng lại lần nữa toàn bộ bị tiến thêm một bước phong ấn. Lực lượng lại lần nữa bị càng tiến thêm một bước suy yếu, vốn dĩ bọn họ đã từng có rất nhiều thiên tôn cấp bậc có rất nhiều chuẩn vương cấp bậc sau đó giá trị phía trước cũng đã suy yếu phía trước cũng đã mất đi toàn bộ lực lượng căn bản phát huy không được mấy thành mà giờ phút này theo phong thần bảng có tân vật dẫn giống như là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa giống nhau kia khủng bố uy áp càng tốt hơn không không nên như vậy tại sao lại như vậy giờ phút này nhân đà la giống to bởi vì hắn lực lượng ở thẳng tắp giảm xuống phong ấn lực lượng nếu ở tăng cường, càng là tới gần lạc trần. Kia cổ phong ấn cảm giác áp bách liền càng cường đại. Nhưng là, xuất khẩu ở lạc trần nơi đó. Không tới gần lạc trần lại như thế nào đi ra ngoài, mặt khác thần linh cũng ở gầm lên, ướt bà. Tì ướt nô đã chạy, về tới sông Hằng bạn đi, mặt khác chư thần giờ phút này cũng đều đang lần. Trốn ly, bởi vì, bọn họ cảm nhận được bọn họ lực lượng lại bị tiến thêm một bước suy yếu mà còn không có tới kịp chạy thần linh đã có thể không có may mắn như vậy không không nên như vậy thiên vương lừa chúng ta tiểu tử này là tới đón trưởng phong thần bảng giờ phút này đàn thần rốt cuộc phản ứng lại đây nếu sớm biết rằng lạc trần là tới đón trưởng phong thần bảng bọn họ liều mạng chết đi cũng sẽ đi ngăn trở đây cũng là vô luận lạc đông cùng vương thiến thiến biết chân tướng cùng không kỳ thật đều đến liều mạng ngăn đón mà hết thảy này tựa hồ sớm đã chú định hảo mà lúc này lạc trần không để bụng trong cơ thể lực lượng không để bụng có phải hay không tiếp trưởng phong thần bằng lạc trần chỉ để ý một việc đó chính là sát giờ phút này lạc trần trầm mặc không nói hai mắt đỏ bừng ánh mắt có thể đạt được chỗ nơi nơi đều là hồng hồng diễm diễm không chung hồng đan đan núi sông toàn bộ đều là hồng chỉ có máu tươi chỉ có tử vong có thể bình ổn hắn lửa giận bởi vì hắn muốn an tĩnh hắn không nghĩ có người quấy dày hắn cùng lạc đông còn có vương thiến thiến cuối cùng thời khác mà hiển nhiên đã bị quấy dày giờ khác này lạc trần thu hồi đao lạc giống nhau dứt khoát lưu loát một phen nhéo một cái sư thân người mặt giống thần linh đó là đến từ sông nin bạn kim tự tháp thần linh nó cả người như là hoàng kim đổ bê tông giống nhau sán sán rực rỡ mang theo một cổ không thể phá hủy khí chất đặc biệt là thân hình khuynh hướng cảm xúc. Bóng loáng phản xạ lộng lẫy bắt mắt kim quang như là vô pháp đánh vỡ giống nhau nhưng là lạc. Trần chảo một cái đã bắt được hắn, không có bất luận cái gì lời nói, trầm mặc bên trong. Kia lực lượng khổng lồ, ngạnh sinh sinh đột nhiên chắp tay trước ngực một phách loàng. Xoảng, thiên địa sụp đổ, núi sông sụp đổ. Nhưng là lạc trần không để bụng như là chụp chết một con mũi giống nhau ngạnh sinh sinh đem này chụp đã chết, nó cứng rắn không thể thúc giục chiếc thân hình giờ khác. Này cư nhiên trực tiếp bị chụp bẹp mà mặt khác một tôn thần linh, nó hình thể cao lớn. Thân thể khỏe mạnh, thần cách được khảm ở giữa mày, như là có thể trốn vào núi sông. Trốn vào bụi vũ trụ bên trong giống nhau, nó cùng lạc trần đánh cái đối mặt. Liền nháy mắt chạy như bay, biến mất vô tung vô ảnh, nó chạy đi, dung nhập hạt cát bên trong mà dưới chân núi sông vô tận nơi đó mặt một cái cát đá dữ dội nhỏ bé. Muốn tìm được hắn ẩn thân chỗ, không khác biển rộng tìm kim, đây là đến từ sông Hằng bạn một vị. Cổ xưa thần linh, tên đều đã bị thế nhân sở quên đi, nhưng là, lạc trần bàn tay đột nhiên nhéo. Dưới chân núi sông không ngừng tan vỡ. Hết thảy núi đá nước sông bao gồm đại địa đều ở tan vỡ, cái kia thần linh hoảng loạn bên trong không ngừng bỏ chạy nhưng là nó vẫn là không có thoát đi đi ra ngoài bởi vì ngay sau đó nó bị một bàn tay gắt gao nắm không đường nhưng chạy thoát nếu không phải này phong thần bảng áp chế ta người há có thể đủ như vậy khinh nhục với bổn tọa nó nói chính là lời nói thật bởi vì nó bản thân là thực lực là thiên tôn hơn nữa vẫn là đẳng cấp cao thiên tôn sau khi ra ngoài có thể vô địch thế gian chỉ là lạc trần không để ý đến hắn kêu gáo Đêm này ngạnh sinh sinh bóp nát, răng rắc, rậm rạp chư thiên thần linh đang đào vong, nhưng là giống như là Khương quá hư theo như lời như vậy, thế giới này. Giờ khác này bắt đầu, Lạc Trần chính là vương, thiên hạ to lớn. Nơi nào lại không phải vương lòng bàn tay, cho nên chạy trốn tới nơi nào đi đâu, ầm vang, Lạc Trần tay năm tay mười, một trưởng một cái. Vung lên cánh tay, ngạnh sinh sinh ở đầy trời thần linh bên trong sát phạt không ngừng, máu tươi. Vậy ra, không trung trực tiếp hạ huyết vũ. Tàn chi đoạn tí không ngừng rơi xuống, lấy bạo chế bạo đạo. Hữu, thả nghe chúng ta một câu, khương quá hư cũng chỉ là đem chúng ta phong ấn mà thôi. Đạo hữu ngươi như vậy đi xuống, chúng ta liền không thể không cùng ngươi tử chiến, Lạc. Trần không nghĩ trấn áp không nghĩ giảng đạo lý. Không muốn nghe bất luận cái gì lời nói, Lạc Trần duy nhất muốn làm sự tình chính là sát, chân chính chấn sát, này đó thần linh, có rất cường đại còn có thể luân hồi. Có đã vô pháp luân hồi, nhưng là kia không quan trọng, nợ máu, muốn lấy máu tây tới hoàn lại. Chương 3093 BI một khối một khối thần linh ngã xuống, đâu chỉ mấy vạn, này còn chỉ là nhất trung tâm. Bên ngoài thần linh đã điểu thú làm tan, quá nhiều, kỳ thật thần linh quá nhiều. Nơi này kỳ thật mỗi một cái nhìn như bình thường người thường kỳ thật đều xem như một vị thần. Linh, bởi vì người thường cũng liền thế tục những người đó có thể tiến vào, những người khác. Nói đến cùng đều là có thần linh bối cảnh, sau đó chỉ là luân hồi. Chỉ là không có thức tỉnh rồi mà thôi, cho nên. Lạc Trần giờ khắc này thật sự không để bụng, sát, Lạc Trần lấy ngón tay thiên, trực tiếp ở trên hư không bên trong viết xuống một cái sát tự, sát tự vừa ra những cái đó cường đại thần linh còn hảo, còn có thể chạy trốn hoặc là ngăn cản. Nhưng là những cái đó nhỏ yếu thần linh liền tao ương, một đám. Một cái tiếp theo một cái, không ngừng rơi xuống, không ngừng như là hạ sủi cảo giống nhau. Trực tiếp rơi xuống, giờ khác này lạc trần. Trong mắt sát khí càng ngày càng nặng, đặc biệt là tiêu độ câu kia, bọn họ vì bảo hộ ngươi. Bảo hộ ba năm, sau đó chết trận, chết trận, một câu chết trận lạc trần nhìn lại kia thái sơn đỉnh thạch đôi cả người đã tức giận công tâm thậm chí giờ khác này kia một chút thanh minh lý trí đều bị lạc trần chính mình chủ động từ bỏ chúng ta mặc dù là đã chết cũng có thể luân hồi người hà tất như thế đâu bớt quá ngắn ngủn vài thập niên chúng ta lại sẽ xuất hiện có thần linh giờ phút này che lại ngực khóe miệng chảy máu tươi mở miệng nói luân hồi đúng không các ngươi còn tưởng luân hồi Lạc Trần trong mắt thoáng hiện tàn nhẫn, ngay sau đó. Lạc Trần trong cơ thể từng cây tóc phun trào mà ra, ầm vang, kia tóc vừa xuất hiện. Phiền toái liền lớn, đàn thần giờ khắc này ra đầu tê dại, e sợ cho tránh còn không kịp. Một đám cơ hồ là chạy vắt giò lên cổ giống nhau, đều đang đào vong. Đều đang chạy trốn, tóc vừa ra, luân hồi cũng không dùng được, đó chính là hẳn phải chết kết cục mà giờ phút này, một đám thần linh ngã xuống, một đám thần linh ở không ngừng kêu rên, nhưng là, này tựa hồ còn chưa đủ, nghĩ đến ba năm tới. Vương Thiến Thiến cùng Lạc Đông liền lẻ loi hai người đứng ở nơi đó. Sau đó chết trận, giờ khắc này Lạc Trần trong mắt hận ý ngập trời, như vậy không đủ. Như vậy sát đi xuống, thật sự không đủ, như vậy. Khiến cho toàn bộ thế giới, khiến cho nơi này hết thảy đều đi chôn cùng đi, Lạc Trần giữa mày kim quang đại tác, giờ khắc này, hắn phía sau lưng hư không mở rộng, kiếm tới, vô thanh vô. Tức, lặng yên không một tiếng động, hình chiếu cũng hảo, thật thể cũng thế. Đều không quan trọng, quan trọng là, giờ khắc này lạc trần. Sát điên rồi, thiên địa nháy mắt ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, thế giới nháy mắt một mảnh hắc ám. Chỉ có thái hoàng kiếm lập lè đáng sợ quang mang. Chỉ có thái hoàng kiếm quang mang muôn vàn, ầm vang, lạc trần nắm, nhất kiếm khai thiên, toàn bộ thế giới nháy mắt một phân thành hai, vô số thần linh nháy mắt bốc hơi. Bắt trước chính là địa cầu, cuồn cuộn vô cương, giờ phút này thần châu đại địa cũng hảo. Thái Bình Dương cũng thế, châu Âu đại lục cũng hảo, nhất kiếm. Một phân thành hai, thiên địa cũng một phân thành hai, sông hằng bạn cũng hảo. Kim tự tháp cũng hảo, giờ khắc này nháy mắt tạc nứt ra, cổ xưa núi Olympus. Giờ khắc này hôi phi yên diệt, muôn vàn quang huy trong thiên địa vạn vật Hết thầy đều ở sôi Trào, đều ở Quang Vũ Hóa, Lạc Trần muốn không phải sát mỗ một cái thần linh. Mà là diệt toàn bộ thế giới, toàn bộ thế giới. Vì Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến chôn cùng Khương Quá Hư, ngươi còn không ngăn cản hắn, toàn bộ thế giới đều phải hủy diệt đàn. Thần kêu rên, có thần linh ở kêu gọi Khương Quá Hư, giờ phút này Dương Tiễn cũng sợ tới mức ngây. Ngẩn cả người, giờ khắc này, mặc kệ ngươi là cái gì trận danh thần. Tựa hồ đều ở sát điên rồi lạc trần trước mặt, không đáng giá nhắc tới, hảo cùng không hảo. Không quan trọng, thiên địa ở hỏng mất, vạn linh đang run rẩy. Đây là lạc vô cực lửa giận, lạc trần đứng ngạo nghễ thái sơn đỉnh. Muốn tiêu diệt rớt toàn bộ thế giới, hơn nữa tóc tai họa xuất hiện, toàn bộ thế giới. Giờ khắc này tựa như địa ngục, hơn nữa lạc trần nhất kiếm. Toàn bộ thế giới phá thành mảnh nhỏ, sư thúc, hắn giết điên rồi, làm sao bây giờ? dương tiễn ở tránh né giờ phút này cũng tức giận ta thượng nào biết đâu rằng làm sao bây giờ à khương quá hư còn ở nơi đó câu cá dù sao ta đã chết chỉ là một chút thần niệm hủy hoại liền hủy đi khương quá hư rất là tiêu sái ta muốn tồn tại ta cũng đem bọn họ toàn giết một đám thứ gì khương quá hư tính cách tự hồ cùng nghe đồn bên trong có điều bất đồng giờ phút này không chỉ có không nghĩ biện pháp ngăn trở còn ồn ào lạc gia sát điên rồi hồng biêu cũng trốn đi cha ngươi sát điên rồi ngươi mau ngẫm lại biện pháp a à. dương tiễn cũng tới giờ phút này dương tiễn nôn nóng nhìn thái tử gia mở miệng nói thái tử gia trong mắt loạn chuyển lão cha ở nổi nóng đây là thật phát hỏa ta cũng không dám đi a à, ngươi nhớ rõ lạc gia cha mẹ điện thoại không gọi điện thoại thử xem Hồng Biêu giờ phút này vẫn là rất bình tĩnh, thái tử ra nếm thử một chút. Không biết được chưa, nhưng là, đô đô đô, nhất biến biến nếm thử dưới, tín hiệu thật là có. Thật đúng là chuyển được uy, nãi nãi, lão cha phát hỏa các ngươi ngẫm lại biện pháp, hắn. Muốn đổ quang một cái thế giới, cho hắn điện thoại A. Ta sợ hãi, hành ta nếu như bị giết, các ngươi nhớ rõ thanh minh cho ta viếng mổ mà thái tử gia là thật sự sợ hãi, nãi nãi, này không phải có thể nói giỡn, bởi. Vì hiện tại, lạc trần cho người ta một loại. Không đồ quang toàn bộ thế giới không bỏ qua huyết tinh cùng khí phách kia cổ hơi thở. Thật sự làm người đến từ linh hồn kính sợ cùng sợ hãi, lúc này. Chỉ có lạc trần cha mẹ có thể làm lạc trần bình tĩnh, lão cha, điện thoại, điện thoại, ầm. Vang, điện thoại rời tay mà ra, lạc trần vẫy tay một cái, điện thoại bay về phía lạc trần, uy. Tiểu Trần, là ta. Đó là lạc phụ lạc dương húc thanh âm, này. Ăn Tết, mẹ ngươi bao một ít sủi cảo, ngươi xem, ngươi muốn hay không trở về ăn. Lạc phụ lạc dương húc một câu, làm lạc trần nháy mắt thanh tỉnh, thái hoàng kiếm ở lạc trần. Trong tay biến mất, lạc trần đáng sợ khí thế dần dần nội liễm. Hảo, chờ ta xử lý một chút sự tình trước. Lạc trần mở miệng nói, tiểu. Trần, mặc kệ đã xảy ra cái gì, ba mẹ đều ở, đừng quá lo lắng lạc phụ an ủi nói hành ba mẹ đâu mẹ ngươi ở làm văn thắn ba mẹ lạc trần thanh tỉnh không hề như vậy bạo nộ rồi ba người trước kia dùng vô dụng quá mặt khác tên dùng quá chỉ là cảm thấy không quá thích hợp liền sửa tên gọi là lạc dương húc lúc ấy còn không có nhận thức mẹ ngươi đâu tính cái tên kia cũng không nhắc lại lạc dương húc mở miệng nói tiểu trần ta không biết đã xảy ra sự tình nhưng là ba mẹ đều còn ở, thiên cũng sụp không được, hảo, điện. Thoại cắt đứt, toàn bộ thế giới an tĩnh, không có bất luận cái gì thần linh nói nữa, nhưng... Là, thật sự kết thúc sao, không phải, chỉ là bão táp tạm thời an tĩnh lại, đàn thần cũng không dám. Ra tiếng, đại khí cũng không dám ra, bởi vì cái này người thừa kế cùng Khương quá hư không giống. Nhau, người này, sát tính quá nặng, giờ phút này an tĩnh, lạc trần đi lên trước sau đó nhìn kia đôi hòn đá, Lạc Trần thở dài một tiếng, Lạc Trần không nói gì. Toàn bộ thế giới liền không có nói chuyện, an tĩnh. Vẫn là thực an tĩnh, hết thảy đều yên tĩnh không tiếng động, cho dù là đàn thần không phục. Nhưng là cũng không thể nề hà, bởi vì đây là phong thần bảng Tân Vương. Không có bất luận cái gì sinh linh dám đi quấy giày Lạc Trần, nơi đó thực an tĩnh. Toàn bộ thế giới đều ở vì Lạc Đông cùng Vương Thiến Thiến Bi Ai chương 3094 nhân tộc, phong ở Thái Sơn Thượng Thổi, Lạc Trần vẫy tay một cái. Không biết từ nào tòa thành thị bên trong bay tới một lọ rượu, Lạc Trần đem rượu đặt ở thạch đôi. Trước kia rượu trải qua Lạc Trần tay thời điểm, liền trở nên ấm áp, uống xong lại đi đi. Lạc Trần thở dài nói, Lạc Trần khôi phục lý trí. Nhưng vẫn là không khỏi có chút cảm thán, dù sao cũng là người. Lạc Trần không có đi áp chế chính mình bi thương cảm xúc tùy ý kia bi thương cảm xúc lưu động, có một số việc, Lạc Trần hiện tại nghĩ đến. Có lẽ có chút không thích hợp, bao gồm kiếp trước hết thầy, chỉ là Lạc Trần không có đi nghĩ. Lại, Vương Thiến Tiến cùng Lạc Đông kỳ thật thực không tối. Bọn họ tuy rằng không thế nào sẽ chiếu cố hài tử, nhưng là Lạc Đông kỳ thật vẫn luôn cũng trộm ở. Giáo Lạc Trần đạo Pháp tỉ như cắt lúa mạch thời điểm, tỉ như đốn củi thời điểm. Tỉ như dùng chiếc đũa thời điểm, hiện tại nghĩ đến kia không phải lạc đông trong lúc vô tình toát ra tới. Mà là cố tình vì này, đạo Pháp là không thể viên mãn. Nhân sinh cũng sẽ có khuyết tật cùng tiếc nuối. Tuy rằng cái này làm cho người khó có thể tiếp thu. Nhưng là đây là một loại sự thật, lạc đông cùng vương thiến thiến trả giá quá nhiều. Đặc biệt là cuối cùng ba năm, mỗi một khắc đều ở chiến đấu. Đều ở kiên trì không được bên trong tiếp tục kiên trì, bọn họ là thần lại vì lạc trần ruồng bỏ thần trở thành người lạc trần đứng lên sau đó đối với thạch đôi đã bái tam bái sau đó lạc trần đôi mắt lập tức liền tựa như lợi kiếm giống nhau sắc bén khí thế lại lần nữa ngập trời vô tận sát ý sôi trào đi lên lạc trần lý trí là khôi phục không hề muốn toàn bộ thế giới chôn cùng nhưng là có chút thời điểm đã làm sai chuyện tình vẫn là yêu cầu trả giá đại giới mà giờ phút này đại giới đem từ lạc trần chấp hành, cho nên, đông, trong thiên địa phát ra run rẩy Vạn linh tại đây một khắc run rẩy thế gian hết thảy đều ở lay động. Kia cuồn cuộn uy thế thông thiên, đồng thời tự thái sơn dựng lên. Một cái lóng lánh kim quang đại đạo thông thiên triệt địa. Sau đó thông hướng về phía sông Hằng Bạn, không chỉ là sông Hằng Bạn. Kỳ thật rất nhiều thần linh giờ khắc này vừa mới mới bình phục đi xuống, kết quả theo lạc trần hơi thở bùng nổ, nháy mắt liền lại khẩn trương đi lên, Dương Tiễn đột nhiên cả kinh, hắn còn muốn sát, Dương Tiễn lộ ra không thể tin được thần sắc, thái tử ra thở dài một tiếng, "Ai? Đây là cha ta, ngươi cho rằng hắn không giết sao?" Thái tử ra lắc đầu, "Hắn chỉ là đổi loại phương thức mà thôi, nhưng là sát, khẳng định vẫn là muốn giết." Rốt cuộc lão cha khó được phát một lần hòa, ta cũng không tin liền dễ dàng như vậy có thể bình ổn hắn lửa giận. Thái tử gia lại lần nữa lắc đầu nói. Cư nhiên còn muốn sát cũng không phải vừa mới như vậy liền kết thúc giờ khác này lạc trần. Một người bước bước chân đạp thiên mà đi. Hướng về sông hằng bạn mà đi nơi đó châu quang bảo khí kim sắc quang mang lập lòe ướt bà. Tì ướt nô, phạn thiên ba vị ba pha thần giờ phút này ngồi xếp bằng cao thiên, bọn họ sắc mặt. Nháy mắt khó coi đi lên, bọn họ nếu luận chân thật chiến lược kỳ thật chỉ là kém một bước liền đủ để bước vào vương giả quan khẩu. Thậm chí ba người liên thủ dưới. Không thấy được vương là có thể đủ ở trong tay bọn họ thảo nhân tiện nghi, nhưng là hiện giờ bọn. Họ bị phong thần bảng áp chế, thực lực mấy ngày liền tôn đều không có, giờ phút này lạc vô cực. Cứ nhiên cái thứ nhất tìm tới bọn họ, cái này làm cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ, rốt cuộc cho dù là chuẩn vương, kia cũng là chân chính lây dính một cái vương tự, có đại thần thông là đại vô thượng, khương quá hư năm đó phong ấn bọn họ liền tính. Rốt cuộc còn có một cái dị nhân vương ở sau lưng tùy thời chuẩn bị cho bọn hắn một đòn chí. Mạng, hơn nữa năm đó hình thức phức tạp. Còn có game kinh dị trộn lẫn, nhưng là hiện tại, cư nhiên mới tới một cái phong thần bằng người. Nối nghiệp, tiếp trưởng người, hiện tại việc đầu tiên, cư nhiên vẫn là tìm bọn họ phiền toái. Vẫn là muốn thanh toán bọn họ không thành. Người thật muốn cùng chúng ta là địch ba pha thần ba vị đồng thời mở miệng thanh âm chấn động toàn thế giới lạc đông cùng vương thiến thiến không thể bạch chết bọn họ chết đến có một cái cách nói lạc trần trong mắt sát ý ngập trời khương quá hư ngươi còn muốn trốn đến khi nào trốn bỗng nhiên một đạo bá đạo thanh âm vang lên tới ta khương quá hư cả đời đại địch vô số có từng tránh thoát bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên nếu ngươi ở còn muốn xem hắn làm bậy ướt bà sắc mặt âm trầm mở miệng nói ta về hưu hiện tại hắn định đoạt khương quá hư thần niệm mở miệng nói chỉ là ta cũng xin khuyên vài vị chúng ta tộc nhân nói đỉnh các ngươi cho rằng có thể tùy ý trêu chọc sao người vương đế tân hơn nữa lão tử bây giờ còn có hắn cái nào không phải có thể áp các ngươi thần tộc không dám ngẩng đầu tồn tại cho nên trêu chọc nhân tộc trêu chọc nhân đạo đỉnh liền phải nghĩ kỹ rồi nếu không phải lão tử đã chết năm đó các ngươi hao hết ta thọ nguyên sống sờ sờ mệt chết thù lão tử sẽ tự mình tới báo khương quá hư bá đạo thanh âm kinh sợ tứ phương nhớ kỹ nhân tộc không phải các ngươi có thể trêu chọc cuối cùng một câu khương quá hư thanh âm biến mất đây là lạc trần thù nhưng là có từng lại không phải khương quá hư ở báo thù chỉ là lúc này đây là khương quá hư mượn lạc trần tay tới báo thù rốt cuộc lạc trần là hắn cùng thiên vương tiến cử tới cục cũng là hắn bố tựa như hắn giáo dục dương tiễn giống nhau muốn sẽ thủ đoạn mà đây là hắn báo thù thủ đoạn năm đó hắn làm sao lại không phải một người đối mặt đàn thần cùng vây công tuy rằng hắn có phong thần bảng nhưng là chủ trì mắt trận người kia cái kia có được người vương huyết người lại chạy cái này làm cho khương quá hư năm đó càng là bị động nếu năm đó người kia không có chạy mà là cùng hắn cùng tiến thối tuy rằng cuối cùng khả năng vẫn là sẽ chết nhưng là ít nhất chết không cần như vậy hèn nhát cùng nghẹn khuất cũng không cần hắn một mình một người đối mặt đàn thần lẻ loi bị vây ẩu năm đó trận chiến ấy tuy rằng hết sức lộng lẫy cùng huy hoàng nhưng là hắn một người ăn nhiều ít công kích chỉ là hắn một người lại muốn đối mặt chư thần mà hiện giờ hắn đồng bạn tới tộc nhân của hắn tới này phân thù hận hắn há có thể đủ không báo, tựa như hắn nói, hắn là nhân tộc. Lạc Trần cũng là nhân tộc, nhân tộc há có thể đủ như vậy hèn nhát, có ân báo ân. Có thù báo thù, sạch sẽ lưu loát, mà Lạc Trần đã bước vào tới rồi sông hằng bạn trên không, hảo. Nếu ngươi một hai phải sát, vậy các bằng bản lĩnh. Ướt bà nháy mắt hóa thành ba đầu sáu tay. Mỗi một bàn tay đều kiềm giữ các loại bảo cụ, mà Phạn Thiên cùng ti ướt nô cũng là như thế bọn họ quan hệ phức tạp, cũng không phải một câu có thể nói thanh, nhưng là Lạc Trần không thèm để ý, bảo Cụ Kinh Thiên hướng tới Lạc Trần ném qua đi. Các loại bảo cụ đến từ thần bí nhũ hải, đến từ cổ xưa thần linh nơi, có thể trấn áp thiên địa. Có được vô tận vô thượng sức mạnh to lớn, này đó thần linh. Dù cho vô pháp phát huy toàn bộ thực lực, nhưng là vừa ra tay như cũ là đại đạo sôi trào nói toạc ra toái, các loại bảo cụ thần hà lộng lẫy, bay múa sán lạn, này nội ẩn chứa thiên địa chân ý. Có vô thượng đạo Pháp đi theo, giờ khắc này, không hề là bảo cụ, mà là thế gian đại đạo. Là vạn vật khởi nguyên cùng chung kết giống nhau. Không gì sánh kịp lực lượng bạo phát. chương 3095 muôn vàn đạo Pháp. chương 3095 muôn vàn đạo Pháp dù cho ngươi chấp trưởng phong thần bảng nhưng là ta chờ muốn. Liều mạng, ngươi cũng không thấy đến thảo được tiện nghi. Phạn Thiên mở miệng nói, kẻ, hèn hậu bối, dù cho ta chờ thực lực không hề, vô pháp phát huy. Nhưng là cũng có vương giả kinh nghiệm cùng kỹ xảo, ngươi một cái hậu bối. Trừ ra phong thần bảng, cái gì cũng không phải. Ướt bà phẫn nộ quát, không tồi, ta chờ kỹ kinh hoàn vũ, nói thông muôn đời. Chỉ bằng vương giả kinh nghiệm cùng kỹ xảo, hôm nay cũng sẽ làm ngươi nhận rõ hiện thực. Ti ướt nô mở miệng quát thật là như vậy, giống như là lạc trần phía trước tại thế tục giống. Nhau, mặc dù là không có quá cường đại lực lượng. Nhưng là cái loại này tiên tôn kinh nghiệm liền đủ để ở trong chiến đấu hành hạ đến chết so với. Chính mình lực lượng cường đại, cảnh giới cao người giống nhau, giờ phút này. Lý luận đi lên nói đích xác như ba pha thần nói như vậy, nhưng là, lý luận cùng thực tế sao? có chút thời điểm vẫn là có chút tranh lệch này tranh lệch chính là lạc trần không chỉ có có tiên tôn cấp kinh nghiệm chiến đấu hơn nữa sớm đã có cùng thật vương một trận chiến kinh nghiệm chiến đấu mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này hơn nữa ở tiến vào trước mới vừa cùng một cái thật vương đại chiến qua cho nên thiên bảo cụ bắn nhanh mà đến lạc trần chỉ tay nâng lên bàn tay bàn tay nội ẩn chứa càn khôn mang theo sỏ xuyên qua cổ kim lực lượng, trực tiếp ngạnh hám mà xuống, đạo tắc gì đó. Giờ khác này cũng tất cả đều dung hợp đi vào, căn bản không sợ hết thảy một cái tát đi xuống. Bàn tay cùng vô tận bảo cụ va chạm ở cùng nhau, như là sóng biển sóng chiều đánh ra. Lại như là khủng bố vũ trụ sụp đổ giống nhau. Nháy mắt mai một cùng co rút lại, từng đóa pháo hoa giống nhau thần hà nở rộ. Trong thiên địa chấn động cổ xưa thanh âm, mạn diệu êm tai đó là ướt bà một loại cổ xưa vũ đạo, có thể khai sinh môn. Nhập chết môn, sống hay chết bất quá ở hắn nhất niệm chi gian mà thôi, nhưng là... Lạc Trần trực tiếp dùng sức chụp lạc vô tận bảo cụ. Đồng thời tay trái một quyền đánh ra, này một quyền, sỏ xuyên qua hết thảy không thể bể nghẽ. Quét ngang trong thiên địa, nhân đạo lực lượng, ở kia cường hữu lực trái tim hạ. Cuồn cuộn không dứt lực lượng này lên nắm tay, quyền lực kinh người. Hãy thế nắm tay đánh nát muôn vàn đạo tắc muốn hóa nói vì duy nhất. Nói sinh một, đó là một loại khác trạng thái, một trạng thái cao hơn thần lực bởi vì nhất sinh. Nhị, nhị sinh tam, tam tài sinh vạn vật, thần linh sinh mệnh có lẽ cao hơn vạn vật. Nhưng là không có khả năng cao hơn một ướt bà có hủy diệt năng lực nhưng là lạc trần một quyền. Sinh cơ bừng bừng, đánh ra một cái lộng lẫy thịnh thế, vạn linh hiện lên ở nắm tay mặt ngoài hiện lên thịnh thế, cái áp mà đi, vạn linh bôn bẩm báo đi. Hoan hô sinh mệnh vĩ đại, cho ta, diệt. Ướt bà gầm lên, duy, nhất có thể hủy diệt chỉ có chính ngươi. Lạc trần nắm tay đã tới rồi hắn trước mặt ầm vang. Hắn trên cổ xa đột nhiên há mồm, muốn cắn nuốt thế giới, thôn tính tiêu diệt vạn vật. Há mồm chính là hấp thu vạn vật sinh cơ. Có thể nuốt rớt hoàn vũ giống nhau, hơn nữa giờ khác này hắn biến hóa pháp tương, hắn hiện ra khủng bố tương, như là có thể hủy diệt trong thiên địa hết. Thầy giống nhau, một đầu bạch nghiêu đấu đá lung tung, dẫm đạp ngân hà mà đến. Trần thượng bắn khởi ánh sao, một chân đi xuống, chính là một mảnh sán lạn ngân hà nổ tung. Sau đó dập tắt, đó là hắn tọa kỵ, hắn ở kêu gọi. Ở dùng vô thượng thần lực nhắc lên cái thế sức mạnh to lớn. Muốn mặt sát lạc trần, hắn vĩ ngạn vô cùng, thân hình phảng phất chen đầy vũ trụ lay động bảo cụ, phát ra đáng sợ lực lượng bắn nhanh mà đến. Quét ngang một mảnh, nhưng là lạc trần dưới chân thanh thiên nở rộ. Quyền trung bộc phát ra một cái lại một cái lộng lẫy thế giới. Sống hay chết kết đấu, nắm tay đánh nát hết thảy. Bài trừ hết thảy hư vọng, nắm tay dập nát hết thảy, đánh chúng ướt bà. Đêm này trấn đến đẫm máu bay tứ tung, cơ hồ thân hình vỡ vụt, muốn chết thảm đương trường, cái. Gì, chuyện này không có khả năng, đây là thuộc về vương cấp chiến đấu ý thức nhưng là cái này hậu bối như thế nào sẽ lạc trần trong mắt vô bi vô hỉ diễn biến trong thiên địa vô tận năng lượng tụ hợp ở bên nhau tụ đó là một loại duyên tán đó là một loại phân tụ tán có khi không thể cưỡng cầu không thể nghịch đây là đạo pháp đây cũng là cái thế lực lượng một tụ làm ướt bà thân hình vặn vẹo một tán máu tươi bay tứ tung thân thể vỡ vụn, hắn chết đi, dù cho có thể luân hồi, nhưng là, giờ phút này hắn vẫn là chết đi. Lạc Trần không có vỡ vụn hắn nguyên thần cùng thần cách. Bởi vì đối với Lạc Trần mà nói, sát một lần, không đủ, mà Phạn Thiên giờ phút này một tay ấn. Xuống, như là chư trời giáng lâm. Không gì sánh kịp lực lượng áp người mà đến, nhưng là Lạc Trần nghênh chiến chư thiên. Trong mắt chiến ý sôi trào, có không biết sợ khí phách, Lạc Trần trong mắt hiểu ra thiên địa hiểu rõ cổ kim hiểu thấu đáo vạn pháp lấy trí tuệ đại tuệ đại giác vì nói căn cơ lấy trưởng sinh tử lấy quyền quán cổ kim vì đại đạo giờ khác này lạc trần chính mình tự mình đúc liền vô thượng đại đạo đại đạo bên trong ngu muội cùng trí tuệ xung đột sống hay chết xung đột âm dương cũng tại đây một khắc xung đột trộn lẫn ở bên nhau thành tựu hỗn độn cũng là hỗn loạn, có tự là sinh, vô tự là chết, sinh, là bắt đầu, là quá trình, chết, là chung kết. Cũng là quá trình, sinh tử chi gian, đó là nhân sinh, nhân sinh, không phải một câu. Mà là ngày tiếp nối đêm, mỗi thời mỗi khắc cảm thụ cùng thể nghiệm, đây là đơn giản đạo tắc cho. Nên, Phạn Thiên giờ phút này bị thổi quét tiến sống hay chết bên trong. Hắn bị lạc trần ngạnh sinh sinh chóc thần cách cùng nguyên thần, hắn trở thành người mà hắn nháy mắt kêu rên, bởi vì sinh có sinh tử, có bảy tai, tám khó, ngắn ngủn trong nháy mắt. Phạn Thiên đã trải qua nhân sinh bảy tai tám khó. Ở thống khổ chi cúi xuống già đi, hắn đầu tóc hoa dâm, cốt xấu như xài, không hề lực lượng. Giờ phút này đứng thẳng đều lung lay sắp đổ, hảo, hảo nhất chiêu nhân sinh. Khương quá hư ở bờ biển lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, này hảo. Là đến từ chính kinh ngạc cảm thán lạc trần nói ảo diệu cũng là vì làm phạn thiên như vậy cao cao tại thượng thần linh đi trải qua cái loại này bất lực cùng tuyệt vọng này so trực tiếp giết càng là làm người thống khoái thần quá mức hoàn mỹ mà quá hoàn mỹ đồ vật không phù hợp thế giới này cùng thiên địa người có xấu xí có tốt đẹp hơn nữa là nhiều mặt là phức tạp hỗn độn là hai nguyên tố đối lập lúc này mới phù hợp vũ trụ vạn vật khương quá hư thở dài nói này nhất chiêu ta năm đó như thế nào liền không có nghĩ đến đâu giờ phút này phạn thiên sinh bệnh thần linh sinh bệnh ở ốm đau bên trong chết đi này cơ hồ điên đảo thần linh định nghĩa cùng nhận chi mà ti ướt nô ánh mắt lộ ra hoảng sợ người này làm sao thủ đoạn so khương quá hư còn muốn đáng sợ khương quá hư cũng đã đủ phúc hát người này thủ đoạn lại càng tốt hơn thủ đoạn càng là độc ác âm ngoan nhưng là nếu đã đối lập địch nhân hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó tụ tán, sinh tử, kế tiếp còn lại là nhân quả ti ướt nô giờ phút. Này đột nhiên run lên, hắn muốn chết đi, nhưng là, hắn còn không có động thủ A. Lạc Trần cũng không có động thủ A, này lại là vì sao, hắn vì sao phải chết đi, nhân. Là sự vật khởi nguyên, quả, là sự vật chung kết, gieo cái gì nhân. Kết ra cái gì quả, nhưng là, nhân quả có thể đảo ngược quả. Có thể tới quyết định nhân, Lạc Trần trước thể hiện rồi quả thì triển quả cái này quả chính là ti ướt nô tử vong. Chương 3096 Cao Thiên Nguyên. Chương 3096 Cao Thiên Nguyên quả có thể thay đổi nhân. Có thể đi quyết định nhân, này ở bình thường thế giới tới nói là không thể có thể. Hoặc là nói không bị tiếp thu, nhưng là mặc kệ là từ vi mô lượng tử cơ học vẫn là từ chủ quan. Tâm lý học đi lên nói đều là có thể, bởi vì nhân là có thể bị quả giao cho có thể bị thay đổi, một khi đề cập đến điểm này, nói. Kỳ thật đã liền đi tới tiếp cận chân chính đại đạo nông nỗi, mỗi người đều sinh hoạt ở nói. Trung, tuy rằng lão tử đạo đức kinh đem nói rằng thực mơ hồ. Nhưng là nói bản thân cũng là vũ trụ vạn vật quy tắc sinh thành giả, không phải thường nhân lý. Giải nói chính là quy tắc tỉ như nước hướng nơi thấp chảy, mùa xuân qua là mùa hè người sẽ từng ngày chết già này đó là quy luật tự nhiên mà nói chính là chế tạo này đó quy luật tự nhiên chế định quy luật tự nhiên cái kia nhân lạc trần hiện ra quả tỳ ướt nô tử vong mà nhân đến từ chính lạc trần lúc sau thủ đoạn lạc trần lấy nói dung nhập trong tay tựa như trong tay phật quốc giống nhau đó là lộng lẫy thế giới nơi đó có tỳ ướt nô cả đời kia cả đời bị nghịch truyền theo tử vong kết quả này đi tìm nhân đây là phong thần bảng nội chúa tể đây là nhân đạo đỉnh, mà cái này nhân đến từ chính phía trước. Đến từ chính cùng Lạc Trần giao thủ thời điểm, hắn lây dính Lạc Trần hơi thở, đáng sợ nhân đạo hơi thở bùng nổ. Theo trong thân thể hắn đánh sâu vào, thay đổi hắn thân hình, này hết thảy đã xảy ra, cho nên hắn muốn chết, hoặc là nói, bởi vì hắn muốn chết. Cho nên cái này nguyên nhân chết mới xuất hiện, giờ khắc này hắn sởn tóc gáy nhân quả thượng ai lợi hại, không thể nghi ngờ là đế thích thiên cùng thích ca, đặc biệt là là. Thích ca càng là trò giỏi hơn thầy, nhưng là thích ca nhân quả giới hạn trong nhân quả, mà hiện. Giờ lạc trần đâu, đã là nhân quả đảo ngược. Thì triển nổi lên quả nhân, này có thể nói vô địch một tay, bởi vì chỉ cần lực lượng cũng đủ. Bất luận cái gì thời điểm, đều có thể trước cấp ra quả. Sau đó lại cấp gia nhân, kia thế gian này vạn vật thế gian đại địch còn đánh cái gì chỉ có thể chờ chết giống như là một người bởi vì gặp mưa sinh bệnh giống nhau nhưng là gặp mưa không nhất định liền sẽ sinh bệnh đây là nhân quả mà lạc trần thi triển đâu một người sinh bệnh là bởi vì hắn gặp mưa một người sinh bệnh là kết quả rồi sau đó cấp ra nguyên nhân là gặp mưa sinh bệnh không thấy được chính là gặp mưa tạo thành nhưng là sinh bệnh là mấu chốt là tiên sinh bệnh mặt sau lại tìm nguyên nhân, này liền vô giải, dù sao đều là sinh bệnh. Cái gì nguyên nhân đều không quan trọng, bởi vì sinh bệnh mới là muốn kết quả. Giống như là ti ướt nô giống nhau, dù sao đều đã chết. Chết như thế nào nguyên nhân còn quan trọng sao, đây là nghịch thời gian. Cùng loại với lạc trần phía trước dùng thiên vương quyền pháp cùng người đối chiến giống nhau. Trước bị đánh, sau ra quyền là không sai biệt lắm ý tứ, chỉ là bất đồng chính là lúc này đây không phải bị đánh, mà là trực tiếp tử vong, như vậy thần thông thuật pháp. Một khi luyện đến đại thành, như vậy đem vô địch thiên địa, bất luận cái gì thần linh. Bất luận cái gì sinh mệnh hình thức đều đem vô pháp cùng chi nhất chiến, loại này chiêu số thật. Là đáng sợ, ti ướt nô thực không cam lòng, nhưng là hắn ở tử vong. Hắn ở chết đi, mà giờ phút này nhân đà la lại lần nữa lấy quét ngang thiên hạ chi tư. Lấy cầu vòng vì cung, lôi điện làm mũi tên muốn lại lần nữa bắn ra hắn kia một mũi tên, hắn là phệ đà thần thoại bên trong chúng thần chi. Vương, nhưng là đều không phải là tu di sơn một mạch. Hơn nữa nhân đà La chi thị rất sớm liền ghi lại ở thơ cổ ma kha sóng là nhiều bên trong hắn. Uy lực vô cùng, nhưng là đáng tiếc, hắn hiện giờ cũng chỉ có thể phát huy ra cực nhỏ lực lượng. Đã từng có thể hủy diệt thế giới một kích, hiện giờ đã là không thể xuyên thủng lạc trần mũi tên tới lạc trần giơ tay bóp nát rồi sau đó đặt chân trong thiên địa lạc trần thân hình ngao du với lôi điện bên trong lấy thủ cấp với mây mù bên trong máu tươi sái lạc toàn bộ sông hằng bạn thần linh hoảng sợ ba pha thần chúng thần chi vương chờ đều bị đánh chết tuy rằng còn có thể luân hồi nhưng là đã là chết đi đây là tân phong thần bảng tiếp trưởng người mà lạc trần chưa từng dừng lại hắn lại lần nữa lướt ngang vượt qua biển rộng hướng về phương đông mà đi, nơi đó là Cao Thiên Nguyên, Cao Thiên Nguyên là đảo quốc thần linh hệ. Thống bên trong, chúng thần sở cư nơi, người cư trú địa phương gọi là Asihara no Nakasukuni. Người chết thế giới gọi là Hoàng Tuyền Quốc mà Cao Thiên Nguyên không phải một cái thảo nguyên. Cũng không phải một cái bình nguyên, mà là một cái huyền phù ở không trung phía trên đảo nhỏ, nơi đó. Chính là đảo quốc thần Linh Thiên Quốc, cũng chính là Cao Thiên Nguyên, mà nơi đó có năm trụ thần thiên chi ngự trung chủ thần cao ngự sản sao ngay thần thần sản sao ngay thần vũ ma chi a tư kha lần so cổ muộn thần thiên chi thường lập thần năm trụ thần năm đại thần linh trưởng quản hết thầy hơn nữa cũng như là phạn thiên giống nhau bọn họ đều là sáng thế kỷ địa vị cùng loại với khai thiên tích địa chờ này liền đủ để thuyết minh này đó bẩm sinh thần linh có dữ dội cường đại cùng đáng sợ nhưng là hiện tại, Lạc Trần thật sự đã không để bụng này đó, bởi vì này đó đều phải chết. Hơn nữa Lạc Trần đã quyết định, không chỉ là chết một lần, nếu bọn họ có thể luân hồi. Vậy cho bọn hắn luân hồi, luân hồi lúc sau lại tiếp tục sát, hiển nhiên. Nơi này đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lạc Trần còn không có tới gần. Các loại mặt khác thần linh đều đã dậm rạp chen đầy không trung. Muốn ngăn trở Lạc Trần đặt chân thần quốc cao thiên nguyên, đó là thần linh Tịnh Thổ chưa bao giờ có người đặt chân quá người càng là không nên đặt chân đó là khinh nhờn đó là đại bất kính tuy có ân oán nhưng là phía trước là thần thổ không thể đặt chân có thần linh lạnh giọng mở miệng nói các người đặt chân ta hoa hạ nhân tộc thổ địa khi có từng nghĩ tới kia cũng là các ngươi thần linh vùng cấm lạc trần cười lạnh một tiếng hơn nữa lúc này các ngươi còn muốn cùng ta giảng đạo lý không thành lạc trần con người bốc cháy lên vô tận lửa cháy giống nhau quang mang ta tự nhân gian mà đến chỉ vì đồ thần lạc trần lời nói rơi xuống đất bàn tay đã giơ lên giơ tay phiến qua đi không gian rách nát đại đạo chìm nổi hỗn độn cùng trật tự tại đây một khắc không ngừng chuyển biến những cái đó hậu đại thần linh một đám như là hạ sủi cảo giống nhau rơi xuống cũng như là phóng pháo giống nhau một đám nổ tung, thần, lạc trần hôm nay liền phải lấy nhân tộc chi tư. Lấy người danh nghĩa đạp toái thần thổ, chém giết thần linh, ầm vang, vòm trời bỗng dưng nổ tung. Trong đó một bàn tay đánh lén mà đến. Tốc độ cực nhanh, đó là thiên thường thần, hắn là vĩnh cửu chi thần. Khống chế thời gian, giờ phút này hắn thi triển thời gian lực lượng. Làm hết thảy đều ở nghịch hồi, thời gian chảy ngược những cái đó chết đi thần linh lại lần nữa từ nổ mạnh trạng thái khép lại hết thảy đều ở đi ngược chiều di độc không có đã chịu ảnh hưởng chính là lạc trần những cái đó thần linh như là lần thứ hai sống lại giống nhau rời đi đi nơi này là cao thiên nguyên bị thần bí lực lượng sở bảo hộ thế giới hủy diệt cũng không thấy đến cao thiên nguyên sẽ hủy diệt thiên thường thần tràn ngập thần tính lời nói mở miệng nói cao thiên nguyên thực thần ký rất là cổ xưa, tựa hồ không thuộc về cái này kỷ nguyên, cho nên. Năm đó phong thần một trận chiến. Khương quá hư dứt khoát đem toàn bộ cao thiên nguyên cấp phong ấn tiến vào tính kia thật là một. Khối ngoan tật rất khó phá hư, có thần bí khó lường lực lượng bảo hộ, chỉ là. Lạc trần trong mắt sát ý sôi trào, như cụ hiếu thắng công. chương 3097 kết giới. Kết giới, ầm vang, lạc trần còn không có cường công, mà ở giờ khắc này cao thiên nguyên bên kia bỗng nhiên tới một đạo kết giới này kết giới vừa ra cơ hồ khó có thể lay động bốn phía sáng lên từng đạo lộng lẫy quầng sáng kia quầng sáng lập lòe vô tận toàn bộ cao thiên nguyên như là hư ảo giống nhau đó là kết giới toàn bộ cao thiên nguyên thần linh hệ thống bên trong bọn họ kết giới là nhất xuất sắc cùng lợi hại điểm này đơn từ hiện thực bên trong cái kia đảo quốc vẫn luôn thờ phụng điểm này liền có thể đã nhìn ra kết giới cùng trận pháp có chút cùng loại nhưng là lại hoàn toàn bất đồng trận pháp kỳ thật càng nhiều không phải dùng để phòng ngự mà là dùng để dẫn người đi vào vây sát nhưng là kết giới chính yếu mục đích chính là vì phòng ngự này cũng dẫn tới trận pháp cùng kết giới đi hướng hai điều bất đồng con đường thả từng người càng đi càng xa kết giới vừa ra lạc trần cũng hơi hơi nhíu mày bởi vì đây là cao thiên nguyên chư thần cùng nhau thi triển trong đó còn bao gồm năm trụ thần sao thiên nguyên bên trong không thể nghi ngờ năm trụ thần là lợi hại nhất mà năm trụ thần nếu đơn độc ra tới một trận chiến tự nhiên cũng sẽ phế một phen tay chân giờ phút này bọn họ thi triển kết giới này liền càng khó triển rốt cuộc công cùng thủ là hoàn toàn không giống nhau huống chi chỉ có lạc trần một người công đâu hơn nữa cao thiên nguyên bản thân liền có thần bí lực lượng bảo hộ bọn họ thần lực tựa hồ có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra có vô tận thần lực nhân lực có cuối cùng là lúc giống như là năm đó khương quá hư sẽ mệt chết giống nhau mà hiện giờ kết giới vừa ra hơn nữa này kết giới nấp trong hư ảo bên trong mặc dù là công phá bên ngoài kia một tầng xác chính là bên trong hư ảo làm sao bây giờ kia chính là công kích không đến là hư vô sư thúc này hắn có thể đánh vỡ sao dương tiễn lại lần nữa đi trở về đích xác khương quá hư mày nhăn lại đánh còn hảo nhưng là đối phương bất hòa ngươi đánh như vậy này phải làm sao bây giờ dù sao đổ nhân ra nhân ra liền cùng ngươi háo nhân ra trăm năm ngàn năm vạn năm đều có thể háo đến khởi nhưng là lạc trần bên này đâu khẳng định là không được chính là trong khoảng thời gian ngắn muốn công đi vào này khó khăn quá lớn hơn nữa liền tính là công đi vào lực lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm đến lúc đó còn có thể nào đánh lấy cái gì đánh có thể nói mấy đại thần linh thể hệ bên trong cao thiên nguyên bên này là khó nhất cũng là nhất khó giải quyết chính là bởi vì kết giới tiểu lão đệ nếu không ngươi đi thử thử không được này không phải trận pháp đây là kết giới hai điều bất đồng lộ hơn nữa lại không phải bình thường kết giới nếu là bình thường kết giới ta còn có thể thử xem nhưng là cấp bậc chủ thần là, mặc dù ta còn là đế thích thiên. Cũng không thấy đến có thể công tí ấy. Thái tử ra mở miệng nói, kia, lạc gia chỉ có thể lại lần nữa tới nhất kiếm. Hồng Biêu nhíu mày nói, lão, cha không có khả năng vẫn luôn triệu hoán kiếm tới hơn nữa một lão cha tính cách. Hẳn là sẽ không luôn là ỷ lại kiếm, hơn. Nữa kiếm cho dù là phá khai rồi tầng thứ nhất cứng rắn kết giới sát ngoài bên trong làm sao bây giờ, bên trong là hư ảo, lão cha kiếm nhưng chảm thiên hạ. Nhưng là hư ảo lại không phải lành nghề, khó. Trách cao thiên nguyên vẫn luôn làm sự tình, nhưng vẫn sống đến hiện tại. Thái tử gia phân tích nói, đích xác cao thiên nguyên vẫn luôn làm người sở chán ghét. Nhưng là trước sau còn ở, này liền đủ để thuyết minh. Đối phương vẫn là có tự bảo vệ mình thủ đoạn, đặc biệt là bên trong hư ảo này liền như là dùng nắm tay đi đánh bóng dáng giống nhau đây là đánh cả đời cũng không có khả năng đem bóng dáng đánh chết thần linh trước sau thủ đoạn bất đồng trước sau có chính mình bảo mệnh thủ đoạn có thường nhân khó có thể với tới cùng lý giải thủ đoạn hơn nữa đây chính là năm trụ thần nếu muốn lấy sức châu phá chi sợ thị phi vương không thể đây là phán đoán của ta thái tử ra mở miệng nói thế nào cũng phải vương lực lượng tuy rằng kết giới cùng trận pháp bất đồng nhưng là vẫn là có chút cộng đồng chỗ này kết giới phán đoán của ta là như thế này cũng không biết lão cha phán đoán là cái gì thái tử ra nghiêm túc mở miệng nói đánh khẳng định là muốn đánh nhưng là có kết giới tồn tại như thế nào đi đánh rốt cuộc nhân ra hiện tại liền nói rõ làm rùa đen rút đầu không đánh với ngươi thật sự không được biêu thúc ngươi đi bên ngoài chửi má nó mắng muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe đem bọn họ chọc giận ra tới sư thúc nếu là ngươi như thế nào phá đi chửi má nó mắng đến bọn họ ra tới mới thôi khương quá hư thần niệm trêu chọc nói sư thúc dương tiễn đều phải hết chỗ nói rồi kia còn có cái gì hảo biện pháp kia hắn cũng không phải cái loại này mắng chửi người người a à. dương tiễn nhìn lạc trần đích xác không phải ta cũng không phải khương quá hư mở miệng nói vậy ngươi còn nói mắng chửi người mắng chửi người đây là thông tục cách nói phía chính phủ một chút kêu khiêu chiến ngươi cho rằng khiêu chiến chính là thái phía trước người nào dám cùng ta xuống ngựa một trận chiến chân chính khiêu chiến không hỏi chờ lão mẫu thân đều không tính khiêu chiến sư thúc chuyện này ngươi có phải hay không trải qua ta thật đúng là không có chuyện này ta không am hiểu khương quá hư điểm này nhưng thật ra không có nói láo ai am hiểu dương tiễn tò mò hỏi đế tân võ vương người đoán xem hai người ai nhất am hiểu khương quá hư mở miệng nói quản hắn như vậy còn nhiều đâu thao này phân tâm làm gì câu cá khương quá hư thần niệm đem trong tay cần câu vung mà hồng biêu bên này hồng biêu cũng khó khăn ta này mắng vài câu còn có thể vẫn luôn mắng ta còn không thấy được có thể mắng đến quá đối phương a Hồng Biêu cũng nhíu mày nói, thôi, bỏ đi, lão cha sẽ không cho phép loại này thủ đoạn, đích. Xác kết giới vừa ra, Lạc Trần bị che ở bên ngoài, này tựa hồ rất khó công phá. Đặc biệt là năm trụ thần kết giới. Có thể nói thiên hạ kết giới chỉ nhất, cũng là xưa nay mạnh nhất ta. Nói, ngươi hẳn là rời đi, nếu không chỉ là tự dước lấy nhục thôi. Thiên thường đại thần tràn ngập thần tính thanh âm lại lần nữa mở miệng nói, từ hắn đi nháo đi chúng ta phong tỏa kết giới hắn vào không được thời gian lâu rồi mà đi nhuệ khí tự nhiên cũng liền rời đi giờ phút này toàn bộ cao thiên nguyên đã phiêu nổi lên hoa anh đào rất nhiều thần linh đã hưởng lạc thái bình thịnh thế không hề có đem bên ngoài lạc trần để vào mắt lạc trần cũng bình tĩnh đứng ở bên ngoài nhưng là càng là bình tĩnh bão táp có lẽ tới liền càng là mãnh liệt giết chóc liền càng là tích góp càng nhiều thủ đoạn liền sẽ càng tàn nhẫn, mà kết giới tựa như quần sáng, thổi rơi xuống vô tận thần huy. Đem toàn bộ cao thiên nguyên đều bao bọc lấy, kết giới vạn pháp không xâm. Thần thông không có hiệu quả, vũ lực cũng chưa biện pháp, giống như là thái tử gia tưởng như. Vậy, trực tiếp làm rùa đen rút đầu. Xúc ở xác lại còn có bất đồng với vương thiến thiến cùng lạc đông phong tỏa xuyên tây thời. Điểm yêu cầu bảo hộ, cái này kết giới vừa ra căn bản liền không cần bảo hộ, mà giờ phút này chu tí đặc, hà nỗ tư chờ cũng cười. Bọn họ đồng dạng đang xem náo nhiệt. Bao gồm hoa hạ bên này cũng có mang mặt nạ thần linh đang chờ chế diễu, đây là tân nhiệm tiếp. Trưởng người sao, sư thúc, năm đó nếu là ngươi tồn tại, đánh đi vào sao? Đánh không đi vào, kia kết giới không phải dựa sức châu công phá. mươi 3098 phá giới kết giới, bản chất là lợi dụng đặc thù lực lượng hoặc là thần lực đem cùng cái địa phương tiến. Hành cắt, loại này cắt là một loại không gian cùng thời gian thượng cắt cũng chính là cái gọi là tiểu vũ trụ, trên dưới tứ phương vì vũ, từ xưa đến nay là trụ, mà đơn độc hình thành một cái vũ. Một cái trụ, này thật là làm người cảm thấy kinh ngạc một loại thủ đoạn vũ. Cũng chính là không gian. Kỳ thật bản chất là có thể cắt, có thể vặn vẹo, cũng là mềm mại giống như là Einstein đối lực vạn vật hấp dẫn giải thích là dẫn lực là vật thể chất lượng dẫn. Tới không gian uốn lượn sở sinh ra vạn vẹo, cũng chính là không phải hấp dẫn đi qua mà là lướt qua đi bản thân ở một cái mặt bằng thượng. Nhưng là bởi vì một mặt quá nặng dẫn tới sinh ra sườn dốc. Sau đó một cái khác vật thể lướt qua đi mà thời gian bản chất tới nói kỳ thật không tồn tại. Nhưng là sở dĩ có, là bởi vì ký ức đối với sự vật biến hóa đối lập sinh ra một loại ảo. Giác không có ký ức sinh linh, liền đem không có thời gian mà vận động bản thân chính là tương đối, cho nên Lạc Trần sớm đã có chính mình phá giải phương. Pháp hoa hạ có thần linh chờ xem, mặt khác các đại thần linh thể hệ thần linh cũng chờ xem, mà Khương Quá Hư cùng Dương Tiễn cũng tò mò, này kết giới, Lạc Trần rốt cuộc muốn như thế nào đánh vỡ đâu, kết giới nội cao thiên Nguyên chư thần cũng đều đang xem chê cười. Ở trào phúng Lạc Trần không biết tự lượng sức mình, nhưng là Lạc Trần bỗng nhiên khởi tay. Chỉ là một tay hóa viên, sau đó liền đứng ngạo nghễ ở kết giới ngoại bất động, giờ khác này. Khương quá hư xem đã hiểu, lại cũng chấn kinh rồi, thì... Ra là thế, nguyên lai còn có thể như vậy, không? Có cùng hắn một cái thời đại, thật là nhân sinh tiếc nuối khương quá hư giờ khác này thật sự bị chấn động ở hắn vang lên đế tân nhớ tới võ vương nhớ tới chính mình lúc ấy nếu là có lạc vô cực ở như vậy năm đó phong thần một trận chiến kết quả sẽ bị thay đổi tuyệt không phải hôm nay cái dạng này có lẽ đế tân có thể không cần chết đi bọn họ ba người còn có thể đem rượu ngôn hoan thậm chí trận chiến ấy hắn cũng không cần như vậy vất vả nhưng là giờ khác này hắn phát ra từ nội tâm đi thừa nhận, lạc trần người này vương, lạc trần người này nói đỉnh, sư. Thúc, người nhìn ra cái gì? Dương Tiễn nhìn không ra, cho nên Dương Tiễn rất tò mò. Rất tưởng biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhưng là, giờ phút này lạc trần đứng ở kết giới ngoại. Tự hồ cái gì đều không có phát sinh, này như thế nào phá vỡ kết giới, ta đi, lão cha đây là. Thái tử ra cái thứ hai phản ứng lại đây cái thứ hai nhìn ra tới rốt cuộc hắn là trận pháp cao thủ làm sao vậy đại sư huynh hỏi hắn cũng không có xem hiểu rốt cuộc này cái gì cũng không có phát sinh a à, xem là được thái tử ra định liệu trước kết giới ngoại đích xác không có bất luận cái gì động tĩnh không có bất luận cái gì phản ứng nhưng là kết giới nội lại không giống nhau đã xảy ra kỳ quái một màn hắn đứng ở bên ngoài đã bao lâu có thần linh như vậy hỏi là bởi vì bọn họ cảm giác Thời gian đã qua đi 300 năm, bọn họ là thần linh không giả, nhưng là lực lượng suy yếu. Bọn họ có thể sống năm tháng cùng thời gian cũng đại biên độ giảm xuống, bọn họ là yêu cầu luân. Hồi, mà cái này lạc vô cực cư nhiên ở kết giới ngoại cùng bọn họ háo 300 năm, này quả thực không? Thể tưởng tượng, ta cũng không tin, hắn còn có thể đủ háo đi xuống, một ngàn năm, kết giới nội đã một ngàn năm, lạc trần vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó tựa như thạch hóa giống nhau nếu không phải kết giới nội cao thiên nguyên mặt khác sự vật đều ở biến hóa làm cho bọn họ rõ ràng biết thời gian trôi qua một ngàn năm như vậy bọn họ chỉ là xem lạc trần nói sẽ cảm thấy đây là đi qua một giây đồng hồ nhưng là chân thật trong thế giới đâu kết giới bên ngoài đâu đó chính là thật sự chỉ là đi qua một giây đồng hồ nói cách khác kết giới nội thời gian bị gia tốc hơn nữa càng lúc càng nhanh kết giới ngoại mới qua đi một giây đồng hồ cho nên kết giới ngoại thần linh tự nhiên nhìn không ra đã xảy ra cái gì nhưng là kết giới nội lại không giống nhau rốt cuộc đã qua đi một ngàn năm như vậy có thể háo sao ngươi có thể sống bao lâu kết giới nội cao thiên vốn có thần linh cười lạnh nói hiện tại là so mệnh trường sao vậy so một lần, cư nhiên, ở kết giới ngoại đồ bọn họ một ngàn năm, mà thần linh vốn là ở phong thần bảng. Nội bị suy yếu, hơn nữa duy trì này kết giới. Liền yêu cầu cuồn cuộn không ngừng lực lượng đi chống đỡ, này liền càng thêm tiêu hao thần. Lực đệ nhị dây, cũng chính là cái thứ hai một ngàn năm đã đến, cao thiên nguyên thần linh không? Được bọn họ có đã đầu tóc hoa dâm, thân thể già đi sắp tự nhiên tiến vào luân hồi nhưng là muốn như thế nào luân hồi cần thiết muốn đi ra ngoài mới có thể luân hồi đi ra ngoài ra không được một khi đi ra ngoài khẩu tử mở ra lạc vô cực cũng liền vào được này lạc vô cực như thế nào như vậy có thể háo theo lý thuyết hắn thọ nguyên đã sớm nên hao hết a à, không thích hợp này không thích hợp giờ phút này cao thiên nguyên nội thần linh rốt cuộc phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy sự tình không thích hợp nếu không phải phong thần bảng nội, đừng nói hai ngàn năm, chính là hai vạn năm. Thần linh cũng chỉ là đánh cái ngủ gật thời gian, nhưng là đây là phong thần bảng nội. Bọn họ sẽ già đi, sẽ tử vong, sẽ tiến vào luân hồi, đệ tam giây bắt đầu rồi, cũng chính là ba. Ngàn năm, giờ khác này, cao thiên nguyên nội thần linh tập thể tính kiên trì không được, bọn họ. Đều già rồi, đều cốt xấu như xài, thần lực khô cạn sinh mệnh lực cũng khô cạn bọn họ muốn chết già nhưng là bọn họ rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương ở nơi nào đó chính là bọn họ thời gian bị gia tốc kết giới nội thời gian bị gia tốc đây là lạc trần phá vỡ kết giới phương thức cùng thủ đoạn hoặc là nói lạc trần liền không có nghĩ tới muốn phá vỡ kết giới bởi vì lạc trần muốn sát thần linh gia tốc bọn họ tự nhiên tử vong tự nhiên liền không phải tự nhiên tử vong Bực này với vẫn là lạc trần giết bọn họ, kết giới gì đó. Không sao cả, dù sao lạc trần mục tiêu là đồ thần, mà này mục tiêu, lập tức liền phải thực hiện. Bởi vì kết giới ngoại chỉ là đi qua 3 giây, nhưng là kết giới bên trong đã qua đi 3.000. Năm, 3.000 năm, thần linh muốn chết già, nguyên lai là như thế này. Dương Tiễn nhìn ra tới, nhưng là lại bị khiếp sợ ở, này, này, như thế nào có thể làm được đâu dương tiễn quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy lạc trần vì sao có thể làm được đây là lạc trần đáng sợ bởi vì đã từng tiên giới bị thời gian gia tốc thời điểm lạc trần nhìn trộm quá cái kia thủ đoạn cái kia phương thức lạc trần vẫn luôn ở nghiên cứu hơn nữa lạc trần lý giải như vậy đã bị lạc trần phá giải đương nhiên lạc trần chính mình là vô pháp đi tùy ý gia tốc thời gian nơi này có thể làm như vậy là bởi vì hai điều kiện, một cái phong thần bảng, một cái là cao thiên nguyên những cái đó tự cho. Là thông minh đem kết giới mở ra, hình thành một cái tiểu vũ trụ, này hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được, giờ khác này. Chính là cái gọi là vác đá nện vào chân mình, cũng là cái gọi là thông minh phản bị thông minh lầm. Thời gian đi tới thứ 5 giây, kết giới đã kiên trì không được. Bởi vì rất nhiều thần linh đã tuổi già thể mãi. Chương 3099 tàn sát. Biết thuyết tương đối đều biết một chút, đó chính là yên lặng là tương đối. Vận động là tuyệt đối, hơn nữa vận động càng nhanh. Kỳ thật thời gian liền càng nhanh, như vậy cái này càng nhanh cũng yêu cầu một cái tham chiếu. Vật đó chính là tương đối khắp cả thế giới. Kết giới nội thế giới thật là vận động cực nhanh, này Lạc Trần sử dụng thủ đoạn. Làm cái kia thoát ly phong thần bằng tiểu vũ trụ, cũng chính là kết giới nội trong thế giới vận động nhanh hơn, hơn nữa không phải một chút nhanh hơn là cao tốc ở xoay tròn đã thoát ly mắt thường có thể nhìn đến cái loại này nhanh hơn giống như yên lặng giống nhau người ở đặc biệt vội dưới tình huống sẽ cảm thấy một ngày thời gian quá thật sự mau mà ở thực nhàn thực nhàm chán đặc biệt là đám người thời điểm sẽ cảm thấy thời gian quá thật sự chậm đại đa số người tưởng ảo giác kỳ thật không phải bởi vì vì tới đo thời gian chúng ta có thể dùng thái dương có thể dùng đồng hồ này đó được công nhận cũng là thống nhất có này đó thống nhất cũng liền sẽ không dẫn tới ai thời gian sẽ mau hoặc là chậm nhưng là mấy thứ này cũng là vận động này đó đo đơn vị cũng là tương đối cho nên này đó đo đơn vị tuy rằng chuẩn xác nhưng là cũng không chính xác nói đơn giản một chút chính là thời gian tuần hoàn chính là vận động càng nhanh tốc độ dòng chảy thời gian liền càng nhanh thời gian tốc độ chảy là tương đối không phải tuyệt đối có đôi khi cảm thấy thời gian quá đến mau cùng quá đến chậm cũng không phải ảo giác có nguyên lý này hơn nữa lạc trần phía trước đã kiến thức qua thời gian ra tốc thủ đoạn như vậy thì triển cái này thủ đoạn liền không phải việc khó đây là một cái khác khủng bố đại sát khí làm kết giới nội tốc độ dòng chảy thời gian nhanh hơn sau đó mau đến đủ để ở ngắn ngủn vài giây thời gian giết chết thần linh đây cũng là lạc trần đáng sợ chỉ là kiến thức quá một lần là có thể đủ chính mình hiểu được ra tới hơn nữa sử dụng đương nhiên vẫn là đến cụ bị một ít khách quan điều kiện mà khương quá hư có thể giải thích chỉ có từ năm tháng đạo pháp năm tháng đạo pháp có chút lợi hại tuổi đạo pháp có thể cướp đoạt ngươi thời gian năm tháng làm ngươi trong khoảnh khắc già đi lạc vô cực sử dụng đó là năm tháng đạo pháp mà cướp đoạt không nào đó thần linh mà là toàn bộ cao thiên nguyên đích Sắc ghê gớm a khó trách có thể nghịch thiên sửa mệnh khương quá hư thở dài nói cao thiên nguyên kết giới ở thứ năm giây chính mình phá khai rồi chính mình rách nát bởi vì thần linh đã không có thần lực đi kiên trì theo kết giới rách nát theo cao thiên nguyên lại lần nữa hiện lên cao thiên nguyên nội thần linh mới ý thức được thời gian chỉ là đi qua năm giây nhưng là bọn họ đâu năm nghìn năm năm nghìn năm đặc biệt là cái kia thiên thường đại thần hắn bản thân chính là năm tháng cùng thời gian chi. Thần, nhưng là, hiện tại hắn lại ngã quỵ ở này mặt trên, đây mới là chân chính châm chọc, hừ. Chẳng qua năm giây mà thôi, ta còn tưởng rằng, các ngươi có thể lại kiên trì vài giây đâu. Trung quy là xem trọng các ngươi. Lạc Trần cười lạnh nói, cao thiên nguyên thần linh giờ phút này thua, bọn họ vô lực một trận. Chiến, bởi vì đều đã già đi, đầu tóc hoa dâm, có hàm răng đều rớt, đối với bọn họ mà nói. Đã qua đi 5.000 năm, đối với toàn bộ thế giới, kỳ thật cũng mới 5 giây mà thôi. Này tranh lệch quá lớn, không cần phá giới. Giới tự phá, lạc trần giờ phút này trong mắt sát ý mọc lan tràn, dù cho có cao thiên nguyên thần. Bí lực lượng bảo hộ lại như thế nào, cao thiên nguyên chư thần. Vẫn là muốn chết, hơn nữa đã chết giả một bộ phận, đây là lạc trần thủ đoạn có thể nói thông thiên, xem đã hiểu. Thái tử gia cười nói, đây là chỉ số thông minh thượng nghiền áp dụng Chỉ số thông minh đi nghiền áp cao thiên nguyên chư thần, bọn. Họ là thật sự xuẩn a à, chùn chân bó gối, quy định phạm vi hoạt động, vác đá nện vào chân mình. Thái tử ra một hơi nói một đống lớn, cứ. Như vậy, còn không bằng học nhân ra sông hàng bạn ba pha thần. Tới một hồi oanh oanh liệt liệt đại chiến đâu, ít nhất chết không như vậy nghẹn khuất, không như vậy làm người chê cười, kết. Quả này đàn ngu xuẩn, một hai phải cùng lão cha chơi thủ đoạn, chơi táp. Thái tử ra cười, mà cao thiên nguyên chư thần sắc mặt đã xanh mét, này có thể quái ai, tự trách. Mình xuẩn bái, hiện tại đều như vậy. Bọn họ còn có một trận chiến chi lực, giờ phút này năm trụ thần hạ cuối cùng một đạo mệnh. Lệnh, tự sát, bọn họ là thần linh, mặc dù là chết cũng không thể chết ở nhân tộc trong tay kia sẽ là đối thần linh lớn nhất nhục nhã nhưng là bọn họ còn không có tới kịp động thủ lạc trần cũng đã giành trước động thủ bọn họ hiện tại suy yếu vô cùng căn bản không có lực lượng ở lạc trần trước mặt lại há có thể tự sát ta muốn sát đó chính là ta tự mình sát tưởng tự sát lạc trần đột nhiên một chương tay toàn bộ cao thiên nguyên thời gian như là yên lặng giống nhau tốc độ chảy thay đổi trở nên đặc biệt chậm giờ khác này lạc trần hành tẩu mà đi giơ tay một lóng tay một tảng lớn một tảng lớn thần linh đầu bay lên một cái tiếp theo một cái lạc trần nơi đi qua không có bất luận cái gì người sống cho dù là một gốc cây thảo lạc trần cơ hồ không có buông tha cao thiên nguyên nội bất luận cái gì sinh linh tàn sát thảm thiết tàn sát thi thể nơi nơi đều là trồng chất thi thể như núi nơi nơi đều là máu tươi ở chảy xuôi đã nhiễm hồng toàn bộ cao thiên nguyên đây là thần linh thiên quốc nhưng là lạc trần lại lấy giết chóc đem này ngạnh sinh sinh biến thành địa ngục nhớ kỹ này lịch sử tính thời khác bởi vì lạc mỗ còn sẽ đến lần thứ hai lần thứ ba lạc trần đi tới thiên thường đại thần trước mặt giơ tay chém xuống đầu người cất cánh giờ phút này năm trụ thần lại nơi nào có cái kia lực lượng đi đối kháng lạc Trần, ở bọn họ không cam lòng cùng nghẹn khuất bên trong, ở kia một tiếng ba ca bên trong. Bọn họ chỉ có thể chết đi, toàn bộ cao thiên nguyên tĩnh mịch. Tử tuyệt, lạc trần y không nhiễm huyết, thong dong đi qua, nhúng. Chàm hoa hạ nhân tộc đại địa giả, giết không tha, rồi. Sau đó lạc trần một tay vì quyền, ầm vang, một quyền nện xuống, toàn bộ cao thiên nguyên trực tiếp. Sụp đổ, chia năm xẻ bảy có lẽ nhiều năm sau, nó còn sẽ khôi phục nhưng là, vậy lại đến một lần là được, cao thiên nguyên. Tính cả toàn bộ cao thiên nguyên chư thần tất cả đều táng thân ở biển rộng bên trong, sóng biển. Thổi quét dựng lên, lạc trần ánh mắt nhìn về phía sông nin bạn, toàn bộ thế giới vì này run. Lên, bọn họ sợ, sông hằng bạn ba pha thần như thế nào, đã chết, cao thiên nguyên chư thần thủ đoạn. Lại như thế nào, vẫn là đã chết, hà nỗ tư giờ phút này đang run rẩy ở run rẩy ta từng cùng các ngươi hoa hạ giao hảo, chúng ta từng có quá mậu dịch lui tới. Ở viễn cổ thời kỳ đó là như thế. Hà nỗ tư thật sự sợ, đích xác có chút mậu dịch lui tới. Tam tinh đôi đào ra một ít văn vật có thể làm chứng, nhưng là... Thì tính sao, lạc trần một bước bước ra. Trực tiếp đi tới sông Ninh Bạn, lại tới nữa, lại một lần, phía trước là thế gian, lúc này đây không? Phải, đây là thần thổ, mà lúc này đây, lạc trần cười lạnh sau đó móc ra đoạn ngày cung thần, vẫn là đoạn ngày cung thần, đoạn ngày cung thần, như thế nào sẽ ở trong tay ngươi, đáng tiếc các ngươi vị kia thần mặt trời không còn nữa. Bằng không hôm nay, đem lại lần nữa, xạ nhật. Tuy rằng này ngày phi bỉ ngày, nhưng là kia đều không quan trọng. Trường 3100 giao tiếp, đoạn ngày cung thần bị lạc trần kéo đầy, giờ phút này cung thần lộng lẫy. Bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng mà hà nỗ tư trong mắt chớp động kinh sợ chi sắc hắn thực lực là mấy đại thần linh bên trong yếu nhất không phải cái loại này nguyên bản nhược mà là suy yếu lợi hại nhất hắn sợ hãi mở ra hắn kim sắc thần cánh liền phải thoát đi bay vọt biển cắt nhưng là mũi tên bắn nhanh mà ra mũi tên tri kích mà đi sau đó phát sau mà đến trước xuyên thủng hắn toàn bộ thân hình máu tươi vẩy ra hắn ở trên hư không bên trong nổ tung không chỉ là hắn lạc trần lại lần nữa đích thân tới bắc âu lại lần nữa đích thân tới Olympus tàn hại sơn thể bên kia, giết chóc ở tiếp tục, ở lặp lại. Từng khối thần linh thân hình ở tạc nứt, ở vỡ vụn mở ra, chu tí đặc ở giống giận. Hắn cũng là thần vương, có không gì sánh kịp đáng sợ hơi thở cùng địa vị. Nhưng là ở lạc trần cái này tân nhiệm tiếp trưởng người trước mặt, hết thầy trung quy chỉ là phí. Công, một trận chiến này, toàn bộ thế giới khiếp sợ, lạc trần sát tính rất nặng làm thần linh vì này sợ hãi, thậm chí có thể nói, một trận chiến này. Toàn bộ phong thần bảng nội bị ném đi thiên địa, nguyên bản không nên là cái dạng này, nhưng là. Bởi vì lạc đông cùng vương thiến thiến, cho nên này hết thảy. Chú định thành như vậy, chạm cuối cùng, hoa hạ, hoa hạ chư thần minh bạch. Bọn họ trốn không thoát, vẫn là phải bị thanh toán, nhưng là bọn họ cũng thực thông minh. Giờ phút này mấy ngàn mang mặt nạ thần linh tụ tập ở biển rộng biên, bọn họ tìm được rồi Khương. Quá hư, mấy năm nay, cũng có thần linh từ bỏ ngày xưa ân oán. Cùng Khương quá hư quan hệ cá nhân cực hảo, nhưng là vây công lạc đông cùng vương thiến thiến sự. Tình bọn họ cũng tham dự, hiện tại, bọn họ tới thế chính mình cầu tình, bọn họ mang mặt nạ. Chính là không nghĩ xé, rách ra mặt. Không nghĩ bị nhận ra tới, nhưng là kỳ thật mọi người đều tâm chi rõ ràng mà giờ phút này mấy ngàn thần linh chờ ở biển rộng biên sóng biển đánh úp lại một chút tiếp theo một chút khương quá hư thần niệm đứng ở sóng biển thượng theo sóng biển phập phập phồng phồng thả câu chư thiên quá hư ta chờ chỉ có thể tìm ngươi cũng chỉ có thể cầu ngươi có thần linh cúi đầu nói ta cùng nhân ra cũng không thân a à. khương quá hư thở dài nói vây công vương thiến thiến lạc đông thời điểm hắn vô pháp ra tay hỗ trợ hiện tại hắn là có thể đủ ra miệng hỗ trợ sao làm sai liền phải nhận bị đánh muốn nghiêm không phải ta không nói tình cảm mà là ta cũng không có cái kia tình cảm khương quá hư mở miệng nói hắn nói âm chưa lạc lạc trần liền tới rồi rất nhiều thần linh ánh mắt rừng ở nơi xa cái kia đi tới nam tử mỗi đến gần một bước bọn họ liền cảm thấy một loại áp lực Mấy ngàn thần linh giấu ở mặt nạ hạ gương mặt đều thực khẩn trương, Lạc Trần cũng không để ý đến. Này đó thần linh mà là đi hướng Khương Quá Hư, sau đó dẫm lên sóng biển. Đứng ở Khương Quá Hư bên người, đồng dạng biến ảo một cây cần câu. Sau đó bắt đầu thả câu, an tĩnh như vậy đứng, tùy ý gió biển ra tới. Sóng biển đánh úp lại, Lạc Trần cũng không nhúc nhích. Rất nhiều thần linh cũng vẫn không nhúc nhích, bọn họ mặt nạ hạ đều cất giấu kinh người thân phận mỗi người thân phận đến không được nhưng là hiện giờ lại chỉ có thể đứng giờ phút này bọn họ chỉ có thể chờ hai người kia hoặc là này một người tới quyết định bọn họ tánh mạng cái này làm cho thần linh hoảng hốt tựa hồ lại về tới về tới người kia thống trị thiên địa thời đại lại về tới người kia tộc không sợ hết thầy thiên địa nhân tộc thật là đáng sợ bọn họ bản thân học tập năng lực kinh thiên không cần bẩm sinh lực lượng, hậu thiên liền đủ để học tập hết thầy, đây là nhân tộc chân chính. Thiên phú, khởi điểm có lẽ rất thấp, nhưng là, trung điểm lại có thể rất cao. Cao đến thần linh cũng vô pháp chạm đến, mà cuối cùng. Nếu không phải phong ấn nhân thể lực lượng, có gen gông xiềng, thế giới này. Cái nào giống loại, cái nào chủng tộc sẽ là nhân tộc đối thủ, này liền như là rất nhiều người. Hâm mộ phú nhị đại giống nhau, nhưng là đại đa số dưới tình huống phú nhị đại là vô pháp đi siêu việt chính mình thượng một thế hệ phú nhất đại bởi vì kia dù sao cũng là bẩm sinh nhưng là người thường lại có cái kia cơ hội đi siêu việt hết thảy bởi vì người thường không có bẩm sinh cho nên không cần quá coi thường chính mình bởi vì nhân tộc lợi hại nhất đó là học tập cùng tiến bộ rốt cuộc từ trong lịch sử tới nói không có bất luận cái gì một cái gia tộc có thể vẫn luôn không ngừng kéo dài mấy trăm năm thầm chí hơn một ngàn năm, nhưng là mỗi một cái thời đại đều có những cái đó cái gọi là phú nhất đại. Những cái đó phú nhất đại, không đều là làm lại tẩy bài sau. Trở thành người thường lúc sau bò dậy, mà hiện giờ lạc trần vì đại biểu nhân tộc đích xác lại. Lần nữa đứng lên một cái, đã từng khương quá hư làm thần linh đau đầu. Mà lạc trần còn lại là làm thần linh cảm thấy hoảng sợ, lạc trần không nói lời nào rất nhiều thần linh cũng không dám nói chuyện, thẳng đến sắc trời tiệm vãn. Đại ngày Tây rơi xuống, Lạc Trần mới thu hồi cần câu, mà lúc này, Khương quá hư duỗi ra tay. Một bàn nước trà hiện lên ở hai người trước mặt, đây là thế kỷ đại gặp mặt, hai người nói đỉnh. Chuyển tiếp, hai đời nhân đạo đỉnh, rốt cuộc chính thức gặp mặt, mã. Chiêu đệ còn sống, sống thực hảo, ngươi mồ bị đáo. Lạc Trần mở miệng nói, tôn. Tại A, à, tồn tại liền hảo, giúp ta chuyển cáo hắn, nếu là gặp được thích hợp người. Liền tái giá đi, Khương quá hư mở miệng nói, nàng. Đi theo ta, kỳ thật không có hưởng quá nhiều phúc, ta thua thiệt nàng rất nhiều. Khương quá hư thở dài nói, nhân ra hiện giờ thế nào? Ta dẫn ngươi đi xem xem. Lạc Trần mở miệng nói, làm lơ sở hữu thần linh, Lạc Trần vẫy tay một. Cái, trong thiên địa tự nhiên mở rộng một cánh cửa, giống như là Khương quá hư theo như lời như. Vậy, hiện tại, hắn về hưu, hắn có thể rời đi phong thần bảng, mà Lạc Trần cũng có thể rời đi. Bởi vì Lạc Trần có thân thể, kia lực lượng còn ở. Còn ở Trần Áp Thần Linh, chỉ là đây là một loại giao tiếp, một loại tiếp nhận. Đây cũng là hai người hiện tại phải làm, chỉ là Lạc Trần ở không có chính thức giao tiếp trước. Muốn giúp Khương Quá Hư một cái vội, hoàn thành Khương Quá Hư một cái tâm nguyện đó chính là đi nhân gian xem một cái, kỳ thật thế giới này cùng nhân gian đồng bộ cho nên hết thầy kỳ thật cũng biết nhưng là khương quá hư vẫn là muốn đi chân thật nhân gian xem một cái trong thiên địa mở rộng làm những cái đó thần linh kích động bọn họ trong mắt cho ra tới một loại khát vọng cùng khát cầu bọn họ muốn đi ra ngoài đó là bọn họ tha thiết ước mơ bọn họ nỗ lực đều làm không được sự tình nhưng là giờ phút này lạc trần lại dễ dàng làm được lạc trần thân hình bước ra kia một khác khương quá hư mang theo hoa dâm đầu tóc cũng ra tới nhưng là hắn đã chết cảm thụ không đến này hết thảy trương vô địch lạc trần nhẹ giọng kêu gọi nói không bao lâu trương đại sư liền tới rồi mượn người thân thể dùng một chút lạc trần mở miệng nói mà trương vô địch gật gật đầu một bóng người liền đi vào hắn thân thể sau đó khương quá hư nương trương vô địch thân hình lập tức liền cảm nhận được cùng phong thần bảng nội thế giới giống nhau nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau, san sát ở cao ốc building bên trong. Khương quá hư ngửa đầu, hắn cười, bởi vì đây là muốn ăn Tết, bốn phía đều tràn đầy nhiệt tình. Tràn đầy vui sướng, lui tới người bao lớn bao nhỏ dẫn theo, có về nhà ăn Tết. Có rất nhiều thăm viếng thân thích đi chúc Tết. Thái Bình Thịnh thế.